hồi thứ 21, trong Tết Trung Thu năm ấy, tất cả mọi người trong Lưu Phủ đều bận rộn cho cái Tết này. Vợ Lưu Dung, bà Lâm Đại Gia là người chu đáo, nhanh nhẹn, là sai phái kỳ hà cùng nhũng A à Hoàn khác trong nhà chuẩn bị bàn tiệc. Quả tươi, quả khô cùng các thứ đồ nguội khác, những thứ gì cần có đều có đủ. Lưu Dung bận bịu bao công việc ở bên ngoài cũng khó có được một ngày nhàn rỗi như thế. Ông cùng với Văn Thừa đang ngồi đánh cờ ở sân. Những người trầu rìa súng quanh xem cờ, nhưng chẳng ai dám nói gì. Ngôi nhà của họ lưu xây dựng ở đầu phía tây ngõ lư thị, chợ lừa. Nhà cửa cũng chẳng lấy gì làm sang trọng, nhưng cao giáo, sáng sủa, đàng hoàng, giữa sân có một cây ngô đồng cổ thụ, cành lá rườm ra tán dợp màu xanh, cây đã được trồng từ đời các cụ tổ của Lưu Dung. Dưới bóng cây cổ thụ ấy, Lưu Dung vừa nhấm nháp chén trà ngon, vừa xem đường đi nước bước của Văn Thừa ông cảm thấy Văn Thừa là một chàng trai thông minh, chỉ có điều chữ nghĩa còn ít. Ông còn nghĩ tới việc riêng của Văn Thừa và Kỳ Hà, ông cũng đã từng trông thấy Văn Thừa và Kỳ Hà đầu mày cuối mắt với nhau, song cũng có phần trong sáng, nhưng thời cơ còn chưa chín nên Văn Thừa cũng còn chưa dám ngỏ lời. Dù là nhà lớn năm gian khang trang, thì dưới bậc thềm vẫn còn có những ngọn cỏ xanh, và đâu đó vẫn còn tiếng rỉ rả của run rế. Thấy thế cờ của Lưu Dung mạnh hẳn lên, những người trầu rìa đều tấm tắc khen. Nhung cũng có người lo cho thế cờ của văn thừa mà buột miệng nói, cảnh giác, Lưu Dung cười, rồi thuận miệng hỏi, có gì mà cảnh giác, người đó cũng cười, cảnh giác cũng không thừa, Lưu Dung lộ sự vui vẻ ít khi thấy, một chiều này cũng đủ để văn thừa no đến mấy ngày, đúng thế không? Văn thừa đành chỉ gật đầu, nước cờ này hiểm quá, thật đúng là đại trượng phu, Lưu Dung cười to một cách vô cùng thoải mái, chỉ có một nước cờ con sao lại gọi là đại trưởng phu? Đại trưởng phu tức là đại trưởng phu mà, nếu không, người ta đã chẳng viết như thế. Lưu Dung nghe xong, chợt nghiêm lại, hỏi, Văn Thừa, ta hỏi anh, thế nào gọi là đại trưởng phu? Văn Thừa tắc tịch, vì chẳng hiểu ý tứ trong câu hỏi ra sao nên đã ngẩng đầu lên, nhìn những người xung quanh, ngơ ngẩn chẳng hiểu gì. Lưu Dung nói, lai lịch của cái từ đại trưởng phu ấy vốn có tự lâu đời. Chỉ có điều là, vào thủa ban sơ, nó chẳng có liên quan gì tới con người cả nhiều người không hiểu hỏi tại sao lại thế lưu dung đáp trượng phu chẳng qua chỉ là dùng vào việc cân đong đo đếm mà thôi lưu tích người đời minh đã viết trong phi tuyết lục rằng cái mà người đời gọi là trượng phu theo quy chế của đời nhà chu lấy tám tắc làm một thước mười thước làm một trượng người cao tám thước thì gọi là trượng phu lại như trong tuyết văn giải tử cũng có những ghi chép tương tự phu tức là trượng phu vậy thêm chữ đại vào nữa tức là to lớn vậy theo quy chế đời nhà chu lấy tám tấc là một thước mười thước là một trượng người cao tám thước gọi là trượng phu nói tới đây lưu dung ngừng lại nhìn văn thừa hỏi hiểu chưa văn thừa văn thừa không nói năng gì lưu dung cũng biết rằng đến đây là nên thôi ông cười cười vuốt dâu và vui ngầm những người xung quanh đều tán thường khen ngợi cách giải thích của lưu dung Lưu Dung phớt lờ, không nghe, một lát sau, Lưu Dung thấy những nước cờ của Văn Thừa còn non kém, hớ hênh, ông bẻ nói với Văn Thừa, Văn Thừa ơi, ta là một bài thơ vịnh cờ tướng đi. Văn Thừa và mọi người nghe xong đều rất vui mừng, Văn Thừa cũng biết rằng cờ mình chẳng bao giờ thắng được cờ của Lưu Dung, nên ngẩng đầu lên nói, đại nhân, xin đọc câu đầu đi, những người xung quanh cũng nhất tề thúc giục, nhưng thấy Lưu Dung cứ bình thản như không rồi chỉ vào, bàn cờ, đọc cách sông đỏ trắng, rất rạch giỏi bảy trận hai bên nhập cuộc chơi, cách hà, sán lạn, hỏa đổ phân, cuộc thế phương viên liệt trận vân, lưu dung nói xong đâm một nước tốt chỉ tiến không lùi, gì có tốt ẩn thân, mình tướng chẳng ra ngoài, nhất khứ vô hoàn duy tốt ngũ, thâm tàng bất xuất thị tướng quân, lưu dung lại nhấc con pháo lên, tung xe, hãm trận khôn ngăn chặn, bay pháo công thành, hốn tả tơi sĩ cũng nhẹ nhàng nghênh chiến mã, Xung xa trì đột thực nan ngự, phi pháp bình lăng cánh giật quần, sĩ giã phiên phiên phi hãn mã, lưu dương đưa con pháo vào án tướng của văn thừa. Văn thừa thua, còn xem tướng ấy giỏi hay tồi, giã tùy bí tướng lục trung cần, mọi người nghe xong, lại tán thưởng một trận, lưu dung cười, đẩy vào bàn cờ một cái, hỏi, nào ai nữa, thấy chẳng người nào đáp lại, liền nói, ta nói chuyện chơi vậy nhá, mọi người đồng thanh tán thưởng. Tất cả ngồi quay cả lại. Lưu Dung nhìn trăng treo lên bầu trời, bèn nói, trước hết tôi hãy kể cho các người nghe một câu chuyện. Mọi người nghe vậy, liền súng quanh ngồi sát vào với Lưu Dung. Sau đó Lưu Dung liền kể cho mọi người nghe một câu chuyện, bao công dùng mưu trí phá một kỳ án. Chuyện kể rằng, có một lần bao trưởng đi xem xét dân tình, ngẫu nhiên nghe được một vụ án kỳ lạ. Vợ chồng nhà họ tư chỉ sinh được mỗi một mụn con trai, và cưới vợ cho anh ta vào cái đêm động phòng cô dâu nói với chú rể thiếp ra cho chàng một vế đối nếu chàng không đối được thì không được phép nhập phòng nói xong liền đọc ngay điểm đăng đăng các các công thư đốt đèn lên gác đọc các sách chú rể nghĩ khôn nghĩ khổ mà vẫn không sao đối được đành nhịn nhục đi đến trường học hôm sau cô dâu thấy chú rể buồn rười rượi nên hỏi chàng làm sao mà buồn bã vậy chú rể đáp vì vẫn không sao đối được vế đối của nàng Cô dâu nói, đêm qua, chàng đã dối được rồi đấy thôi. Chú rể lập tức đáp, đêm qua, tôi về nhà lúc nào, mà bảo đối câu đối. Cô dâu nghe nói vậy, biết rằng mình đã bị hiếp dâm, thấy xấu hổ, nhục nhã quá, bèn treo cổ tự tử chết. Cô dâu chết, chú rể bị bắt giam vào ngục, một anh chàng thư sinh yếu ớt, làm sao chịu đựng nổi những cuộc tra tấn của một ông quan hồ đồ, xét xử tùy tiện. Bị mớm cung, ép buộc phải nhận tội bị xử tử hình, và sẽ đem chém, vào sau mùa thu. Vợ chồng ông lão từ vì quá uất ức, đều nhảy xuống sông chết cả. Bao công nghe được vụ án kỳ lạ đó, cũng thấy rất đau lòng, âm thầm, nghĩ ngợi, kẻ nào đã gây ra cái chết oan ủng cho cô dâu này. Muốn phá cái án này, trước hết phải đối được với thách đối của cô dâu kia. Đêm khuya tĩnh lặng, bao công cứ bước đi bước lại, loanh quanh trong sân, suy nghĩ mông lung sau đó gọi người theo hầu vác ra sân một chiếc ghế bành. Ngồi đó, ông lại tiếp tục suy đi nghĩ lại, chợt bao công cười lên hết sức vui mừng. Ông nói một mình, đây rồi, đây rồi, đúng là vế đáp đây rồi, di ỉ, ỉ đồng, đậc thưởng nguyệt, một vác ghế, ngồi ghế tựa cây ngô đồng, cùng ngắm trăng, khi đã đối được vế thách, thì cách thức phá án cũng đã có. Trời sáng bao công tới huyện nha hạ lệnh cho quan huyện gián bố cáo nay muốn tuyển chọn một số nhân sĩ có tài trong bản địa đưa về kinh làm quan chỉ tuyển chọn những người đối được với thách đối sau đây điểm đăng đăng các các công thư bảng treo chẳng được bao lâu đã có một thư sinh tìm đến với đầy niềm tin rằng mình sẽ giật được dài anh ta đến bái kiến bao công và nói tiểu sinh xin theo đại nhân về kinh bao công hỏi vậy anh có đối được với đối đó không anh thư sinh trầm tư một lát rồi nói có thể đối được có điều cây chữ thư kia là vần bằng nên chính nó phải là vế đối lại thì đúng hơn cho nên buộc tiểu sinh phải đối lại bằng vần chắc có thể đối di ỉ ỉ đồng đồng thương nguyệt bao công nghe xong cười nhạt rồi đập miếng gỗ lệnh xuống bàn quát lớn bắt lấy hắn cho ta chàng thư sinh sợ đến lập phách kinh hồn và bị trói nghiến ngay lại anh ta chẳng hiểu tại sao bèn quỳ ngay xuống kêu lên, oan uổng quá, bao công nghiêm giọng nói, còn oan uổng nỗi gì, lòng dạ mi đen tối, lừa lúc đêm tối, vào gian dâm với vợ người ta, hủy hoại mấy mạng người mà còn là oan uổng sao? Tả hiểu đâu, cha khảo, anh thư sinh thấy công việc đã bị bại lộ, sợ hết hồn, quỳ ngay xuống van xin, tiểu nhân xin khai, anh thư sinh khai rằng, hôm đó, chú dễ đến trường nói, cô dâu ra một vế thách đối, mà không đối được. Nên đành phải đến trường ngủ vậy kẻ tiểu nhân này, nhân lúc đêm tối, lẻn tới buồng cô dâu, đối được câu đối trên, trong khi cô dâu không phân biệt được thực giả thế nào, nên vào động phòng với cô dâu như chú dễ thật. Ngay tại công đường, bao công bắt tội phạm ký nhận lời khai, rồi lập tức tống vào ngục tử hình, đồng thời hạ lệnh thả ngay chú dễ bị bắt oan uổng kia ra. Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời rất khâm phục kiến thức uyên thâm của Lưu Dung. Lúc đó... Lâm đại gia vợ Lưu Dung đã gọi mọi người đi, phá cổ. Mọi người hào hứng kéo nhau vào bàn tiệc. Trong lúc ăn tiệc, có người hỏi Lưu Dung, Lưu Đại Nhân, có nên tiếp tục làm câu đối với nhau nữa không? Lưu Dung đáp nên, tất cả mọi người đều cười vui reo hò. Lưu Dung nói, tôi ra vế thách, mọi người sẽ làm vế đối. Nếu đối được, tôi phải uống một cốc rượu. Tưởng kỳ thô thiền can, xin Lưu Đại Nhân đừng quá chén. Lưu Dung cười đáp vớ vẩn lưu dung đọc tam quang nhật nguyệt tinh ba ngụt sáng trời trăng sao tưởng kỳ nghĩ ngợi một lát rồi đáp tôi biết rồi tứ sinh như dương mã bốn vật nuôi bò dê ngựa mọi người cười ồ nói đã nói là bốn vật nuôi mà chỉ có bò dê ngựa thế mới là ba tưởng kỳ đáp còn lừa nữa mọi người lại cười ồ thêm một phen có người cười đến gập cả lưng không nhỏm dậy được Lúc này Văn Thừa suy nghĩ rất mông lung, lại có người đối, Ngũ Nhạc Sơn khứu lỉnh, Ngũ Nhạc Sơn, gò, đống, núi. Lưu Dung nghe xong bèn nói, giỏi, đối thế mới là đối chứ. Người đó tỏ vẻ thẹn thò, vì không biết Lưu Dung khen mình thực hay không muốn bắt bẻ mình. Văn Thừa lúc đó, suy nghĩ cũng đã kỹ, bởi nghĩ đến việc hàng ngày Lưu Dung vẫn hay ngâm vịnh kinh thi, vì mới ngày hôm qua, ông còn nói với Văn Thừa rằng, kinh thi có phần phong, phần nhã phần tụng. Cho nên xin đối, văn thừa nói, con xin đối thế này, thi kinh, phong nhã tụng, kinh thi, phong, nhã, tụng. Vế đối vừa buột ra khỏi miệng, Lưu Dung đã đứng dậy, nói, văn thừa ơi là văn thừa, anh thật là thông minh tuyệt đỉnh tôi sẽ uống liền bốn cốc mừng anh. Nói xong, liên tiếp rót bốn cốc rượu, uống cạn từng cốc một. Khi ngồi xuống, ông nói với văn thừa êm như du, văn thừa ơi, vế đối này của anh, chỉ cần chữa một chữ thôi nó sẽ thành rất tuyệt vời nên đối là tứ thi phong nhã tụng bởi vì nhã lại chia thành đại nhã và tiểu nhã tất cả mọi người nhìn văn thừa một cách đầy thán phục khiến văn thừa đỏ cả mặt tưởng kỳ đứng lên nói tôi xin có một bức hoành mọi người liền thúc giục đọc ngay xem hay giờ thế nào tưởng kỳ đọc nguyệt bính dương không bánh nguyệt bánh trưng thu trên không hớp rượu lưu dung còn đang ngậm trong miệng chưa kịp nuốt, đã phì hết cả ra ngoài. Kỳ Hà vội lấy khăn đưa lên, Lâm đại gia cũng vui, cười đến chảy nước mắt, và tất cả mọi người đều vui vẻ, đùa cợt đến nổ trời. Rượu vào lời ra, cân chuyện của mọi người lại chuyển sang những tin tức xã hội. Có người đã phê phán những tệ nạn trong chiều, tưởng kỳ đứng dậy nói tôi xin kể cho mọi người nghe, về một người, vào hồi còn trẻ. Mọi người đều rất lấy làm lạ rằng, tại sao hôm nay tưởng kỳ lại hăng tiết, bồng bột như thế, và rượu cũng uống một cách rất thoải mái. Tưởng kỳ bèn nói chuyện kể rằng, có một hôm, có một vị tướng quân, đem theo vệ binh, để đến một ngôi chùa thắp hương làm lễ, quân hầu đã chuẩn bị sa mã rất đầy đủ. Vị tướng quân đó khoảnh khoảng nghênh ngang ra khỏi phủ, bọn vệ binh rầm rập theo sát phía sau, khi vị tướng quân bước lên xe, tên vệ binh vội vã vén rèm. Vị tướng quân, cuối người để lên xe bất ngờ phì ra một cái rắm thật kêu những người theo hầu bên xe bất chợt đều phì cười nhưng rồi ngay lập tức câm luôn miệng lại và toát hết mồ hôi bởi không biết rồi đại họa sẽ giáng xuống lúc nào vị tướng quân nghe tiếng cười xấu hổ đỏ bừng mặt đỏ xong lại trắng bạc ra rất bực bội nhưng không dám gắt vòng giữa lúc đó có một tên vệ binh quỳ xuống nói tiểu nhân vô lễ đánh rắm xin tướng quân đại nhân đại xá cho những người hầu bên xe hết nhìn vị tướng quân lại nhìn tên vệ binh cứ nghĩ rằng mình đã hiểu lầm vị tướng quân của mình nên đều cúi hết đầu xuống song vị tướng quân kia biết rất rõ rằng cái đó là của mình mình đánh ra nhưng tên vệ binh lại chủ động công nhận là của nó làm cho mình đỡ bị ngượng đây và nghĩ bụng thằng ôn con này rất thông minh đây và chẳng bao lâu sau tên vệ binh kia đã được đề bạt thăng cấp mọi người nghe xong đều cảm thấy là lạ Lúc đó, Tưởng Kỳ đột ngột hỏi: "Các vị có biết tên vệ binh ấy là ai không?" Nói xong, Tưởng Kỳ liền cười lên sằng sặc. Lưu Dung cứ nghĩ rằng Tưởng Kỳ kể chuyện về một người quen nào đó của anh ta, nên cũng chẳng chú ý bao nhiêu. Không ngờ Tưởng Kỳ đã nói, cái tên vệ binh đó chính là đương triều tế tướng Hòa Thân. Lưu Dung nghe xong, bèn quát: "Tưởng Kỳ, láo lếu!" Tưởng Kỳ nhấp một hớp rượu, rồi nói: "Đúng như thế mà, chính A thất nói với con." Lưu Dung tức giận thực sự, bậy bạ, mọi người liền bảo Tưởng Kỳ nhận tội, xin lỗi. Tưởng Kỳ biết rằng, xưa nay, Lưu Dung không bao giờ dung túng cho người dưới quyền mình bàn bạc lăng nhăng về công việc của triều chính, triều thần. Tưởng ấy biết mình đã phạm sai lầm, liền đứng dậy, nói: "Thưa Lưu đại nhân, con đã phạm sai lầm, từ nay về sau con không dám nói như thế nữa." Nói xong, lại quay mặt về phía mọi người làm lễ nói: "Thưa quý vị thân hữu, các bạn đều biết Tưởng Kỳ tôi vốn là một con người thô lỗ, mong sao những lời nói của tôi hôm nay không lọt ra ngoài. Nói xong, đứng ngây cán tàn ra đó, Lưu Dung thấy thái độ của Tưởng Kỳ thành khẩn, hơn nữa lại choáng choáng có chút hơi men, bèn nói, "Từ nay về sau phải cẩn thận." Tưởng Kỳ nói, "Thưa vâng." Lưu Dung quay ra nói với tất cả mọi người, kể cả các ngươi nữa. Tất cả mọi người đều gật đầu. Lâm Đại Gia, vợ Lưu Dung, thấy không khí vui, có phần bị giảm sút liền bẻ sang chuyện khác và bầu không khí vui vẻ thân mật lại dần dần được khôi phục và cuộc rượu cũng được bắt đầu trở lại văn thừa vốn từ lâu đã thương mến kỳ hà nên cặp mắt hầu như chẳng lúc nào rời khỏi cô kỳ hà cũng biết tấm lòng của văn thừa dành cho mình nên cũng đưa mắt tỏ tình rượu uống cũng đã nhiều kỳ hà thấy khó mà chịu động nổi cặp mắt thèm khát của văn thừa nên nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc đi lấy thêm rượu văn thừa cũng từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình và thấy mọi người còn đang mải mê với những chén rượu ngon chẳng chú ý gì đến mình nên bỏ hẳn đó chạy theo kỳ hà xuống sân sau lại nói về việc lâm dại gia vợ lưu dung cùng ngồi uống rượu với mọi người và cùng chuyện trò thân mật bất chợt lại trông thấy văn thừa đi xuống sân sau nhưng mà cũng chẳng để ý gì lâm đại gia là một người vợ vô cùng hiền thục tốt bụng bà thấy mọi người uống nhiều rượu liền nghĩ rằng mình phải đi lấy thêm rượu mới phải để tránh cho mọi người phải đòi hỏi nên quay người định sai kỳ hà đi lấy thêm rượu nhìn lại lại chẳng thấy văn thừa đâu bất chợt bà lại nhớ tới việc thấy văn thừa đi xuống sân sau và đột nhiên bà đã hiểu được ra một điều gì đó bà ngồi đó suy nghĩ một mình biết đâu họ lại chẳng đang gặp gỡ nhau ở sân sau tốt nhất là bây giờ ta cứ đi xuống đó rồi nhân được ngày lành tháng tốt hôm nay thúc đẩy cho xong hẳn chuyện này đi nếu không, Lưu Dung cứ suốt ngày bận bịu công việc ở bên ngoài, sợ rằng chẳng còn thì giờ đâu mà nghĩ tới chuyện này cho chúng. Bà vẫn cứ ngồi nguyên tại đó, nghĩ đi nghĩ lại mãi về một chuyện này, và cảm thấy như thế cũng là được, cho nên đứng dậy, quyết định đi xuống sân sau. Văn Thừa theo Kỳ Hà ra sân sau, Kỳ Hà cũng biết rằng Văn Thừa đi theo mình, nên chống ngực đập thình thình, và mặt đỏ tưng bừng lên. Đột nhiên cô nghe thấy Văn Thừa gọi Kỳ Hà cô không thể không dừng chân lại. Cô nói trong sự luống cuống đến tột độ, em đi lấy rượu, anh theo đến đây làm gì vậy? Văn thừa nói, hôm nay trời đẹp trăng trong, anh thấy em xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Em xinh đẹp như cô hằng Nga trong cung trăng vậy, Kỳ Hà nói, đừng có nói lăng nhăng, đi theo tể tướng, học đòi được mấy câu thơ mà cũng ra bộ văn chương. Văn thừa nói, Kỳ Hà, nào em hãy quay mặt lại đây, cho anh đã nhìn ngắm em một chút nào tim kỳ hà càng đập dồn dập hơn đâu có chịu ngoảnh lại và nói ngày nào chả nhìn thấy mà còn nhìn nhìn ngắm ngắm cái gì nữa văn thừa cũng cố nén tình cảm căng thẳng dồn dập của mình nói hôm nay ngắm nhìn hoàn toàn khác với thường ngày ngắm nhìn đấy hôm nay trăng trong cảnh đẹp kỳ hà anh muốn hỏi em một việc nhất định em phải trả lời anh đấy kỳ hà càng bối rối hơn nói có gì mà phải trả lời với trả miếng cái gì mà phải trả lời? Cái gì mà không phải trả lời nào? Văn thừa tiến lên một bước kỳ hà, em có, mến anh không? Kỳ hà đáp, anh thật là ăn nói hồ đồ. Tôi sẽ bẩm với phu nhân, để rồi nói với ông chị cho anh một trận. Văn thừa nói, ông với bà đều là người hiền lành, tốt bụng cả. Chỉ cần hai đứa mình tốt đẹp với nhau thì ông bà cũng vui lòng thôi. Kỳ hà chẳng còn biết nói thêm gì nữa, chỉ nói, để em đi lấy rượu. Nói thế, nhưng trong lòng đâu có nghĩ tới rượu cho nên chẳng bước đi được bước nào mà lại quay người chạy lên sân trước. Nhưng kỳ hà vừa quay người thì lâm đại gia lại bắt gặp, xấu hổ quá, chỉ biết cúi đầu bỏ chạy. Nhưng lâm đại gia lại người rất rộng bụng, bà liền giang hai tay ra ôm lấy kỳ hà, nói kỳ hà đi lấy rượu đã chứ? kỳ hà đành lại phải quay người đi lấy rượu. văn thừa đúng chờ tại đó trông như một thằng ngốc, đợi đến khi kỳ hà đã đi lấy rượu về. Lâm đại gia mới đi cùng Kỳ Hà trở về sân trước. Bữa rượu uống tới tận đầu canh, mọi người mới giải tán ra về. Lưu Dung cũng đã cảm thấy mệt, bèn gọi Văn Thừa và Tưởng Kỳ bảo họ cùng đi nghỉ. Văn Thừa và Tưởng Kỳ đều vâng lời ra về. Lúc ấy Lâm đại gia mới nói, Văn Thừa hãy nán lại, con Tưởng Kỳ cứ đi về đi, ta có chuyện cần bàn với Văn Thừa. Lưu Dung cũng chẳng biết đó là chuyện gì, bèn nói, trời cũng đã khuya rồi, đi nghỉ cả đi thôi lâm đại gia nói còn sớm chán nói dài không hết chuyện nói ngắn chỉ một câu lưu dung lại càng mờ mịt chẳng hiểu ra sao lúc đó lâm đại gia bảo văn thừa hãy tạm đi ra ngoài một lúc bèn đem chuyện gà kỳ hà cho văn thừa ra nói rất tường tận với lưu dung việc này lưu dung cũng đã sớm nghĩ tới rồi làm sao có chuyện không đồng ý được nên ngay lập tức cả hai vợ chồng cho gọi cả kỳ hà lẫn văn thừa vào lưu dung nói trước văn thừa kỳ hà hai con đúng là nhất kiến trung tình cùng thương mến lẫn nhau tình ý không phải là không có ta cũng đã có những quan sát của ta nhưng lại chưa có dịp nào để nói hôm nay nhân ngày trung thu tiết đẹp gió tuệ thoáng thông chăng trong trời sáng ta hỏi hai con có đồng ý hay không đồng ý kết tóc xe tơ bách niên giai lão với nhau văn thừa anh nói trước đi văn thừa nói ngay thịnh tình thịnh ý của đại nhân con xin tuân mệnh Lưu Dung cưới hỏi nữa, kỳ hà ý con thế nào? Mặt kỳ hà sớm đã đỏ tương bừng, quay mặt nhìn đi. Lâm đại gia nói, kỳ hà nói đi chứ. Kỳ hà cúi đầu nói, mọi việc con hoàn toàn xin nghe lời đại nhân sắp đặt chỉ bảo. Lưu Dung nói, trung thân đại sự, con phải nói rõ ý kiến của mình. Nếu không, từ là không đồng ý mất rồi, kỳ hà chẳng còn cách nào khác, đành chỉ còn biết gật đầu. Lưu Dung và Lâm đại gia vô cùng mùng rỡ cùng đưa mắt nhìn nhau lưu dung bèn nói thế là tốt bay đâu mang lò hương lại đây chỉ một lát sau bọn a hoàn đã mang hương tới đưa cho văn thừa và kỳ hà lưu dung nói hôm nay là ngày hai con bách niên hợp hảo hai con hãy châm hương thề nguyền với nhau đi nhìn vầng năng sáng mà bày tỏ tấm lòng mình và coi như việc trăm năm đã quyết định xong văn thừa châm hương nhìn lên vầng trăng sáng mà thề tôi văn thừa xin nguyện kết tóc xe tơ với kỳ hà cô nương trước nay tôi vẫn có lòng hâm mộ một dạ yêu hương đêm ngày ao ước nay được vợ chồng tể tướng đứng ra làm chủ xe duyên cho tấm lòng trung thành được thổ lộ văn thừa xin đưa cảm tạ ân đức của ông bà tể tướng tôi xin thề từ vầng trăng sáng rằng uyên ương thành đôi vĩnh viễn yêu thương nhau lưu dung liên tiếp gật gật đầu lâm đại gia cũng vô cùng cảm động kỳ hà châm hương thề với vầng trăng sáng, nay đội ơn Tể tướng cùng phu nhân đứng ra làm chủ, tác thành kỳ hà này xin ghi nhớ suốt đời. Thề xong, hai người cùng quay nó về phía Lưu Dung và Lâm Đại gia cúi đầu rất thấp, bái lạy. Lưu Dung và Lâm Đại gia cùng dựng văn thừa và Kỳ Hà dậy. Lưu Dung nói, "Đợi ít hôm nữa, chọn được ngày lành sẽ cho các con thành thân." Văn Thừa và Kỳ Hà lại cúi xuống bái lạy lần nữa và cùng nói, "Cảm ơn Tể tướng, cảm ơn phu nhân." Lưu Dung và phu nhân sung sướng cười, chú thích một, đây là một câu đối khó, khó có thể dịch thành câu đối tiếng Việt, vì những chữ đồng âm dị nghĩa, cả chữ viết cũng khác, đứng liền bên nhau. Suy nghĩ chán chê, các bạn tôi đều nói, khó có thể dịch, để đảm bảo sự đồng âm dị nghĩa, với những chữ đồng âm đứng liền bên nhau như trong nguyên bản được. Nếu là một vế chơi bằng tiếng Việt theo kiểu đó, thì còn may ra, và anh bạn tôi đọc thuốc trống, trống lũ lũ tràn đê, một người bạn khác cũng đọc, xin sơn, sơn gác, gác từ chương, anh nói, cũng là thuồng ý, thuồng chữ trong câu thách của tác giả cho gọi là có thế thôi. Vì tôn trọng sự nghịch ngợm dễ thương của anh cũng như tôn trọng sự nghịch ngợm dễ thương của tỷ, tướng Lưu Dung nên tôi để nguyên không chữa, chép vào đây, nếu có gì không đúng, chúng tôi đồng xin lỗi, L, B, 2, sau khi đã dịch sang hồi khác, thì anh bạn NS đến chơi tôi lại nói về cái khó trong việc dịch đôi câu đối ở hồi 21 này. Anh bảo, cùng bàn, may ra, cuối cùng sau khi cố ép chữ ép nghĩa, chúng tôi xin tạm dịch như sau và xin ghi vào đây, đốt đèn lên, lên gác sách, sách từng ngăn. Dịch thế tựa, tử, tựa cây đồng, đồng thưởng nguyệt, hồi thứ 22, này lại nói về từ khi khu nghỉ mát miền núi được xây dựng ở Nhiệt Hà cho tới nay, năm nào hoàng đế cũng đến nghỉ mát ở đây rất nhiều vương công đại thần cũng thi nhau xây dựng phủ đệ ở nhiệt hà chỉ nói ngay ở chỗ nghi môn thứ hai thuộc phía tây phố lớn đã có một tòa lầu của thường vương phủ ông thường vương này cũng là hoàng thân quốc thích thường vương không con cái nên nuôi một thằng cháu tên gọi thường như ý năm đó thường như ý vừa tròn 20 tuổi thường vương nuôi hy vọng rằng thằng cháu mình sẽ học văn luyện võ để báo đáp quốc gia cho nên thầy dạy văn thầy dạy võ cứ hết người này lại đến người kia được mời tới. Nhưng thường như ý chẳng chịu học hành luyện tập gì hết, nên 10 năm đèn sách chỉ liếu láo học được vài ba câu thơ phong tình, trích dẫn dăm ba câu tục tiểu, bởi tất cả thì giờ đều đổ vào việc hẹn hò với bọn bạn bè mèo hoang chó lạc, tụ ba uống rượu, rồi tán gái chim chuột hết. Thường vương biết rằng mình khó có thể dạy dỗ được hắn, nhưng lại vì sĩ diệt nên đã bỏ một vạn tám nghìn lạng bạc chạy trọt mua được cho hắn một chân cừ từ và ngay năm đó lại đúng vào dịp có khoa thi mùa thu ở Kinh Đô. Thường như ý cũng muốn nhân dịp đó, đến Kinh Đô chơi bời một phen cho thỏa thích. Hắn nói với Thường Vương rằng hắn xin đi thi, Thường Vương cũng biết rằng hắn đi như thế chỉ là đi đú đẩn chơi bời, nhưng như vậy nhà cửa lại được yên tĩnh ít bữa, nên ông đã cho hắn tiền, đem theo gia nhân lên kinh dự thi. Ai ngờ thường như ý lên kinh chưa đầy một tháng, mà đột nhiên có tin báo hỉ, thường như ý đã thi đậu trạng nguyên. Thường vương mới nghe đã cho rằng người báo tin chỉ là một tên lừa đảo, để lấy tiền thưởng cho nên một xu cũng không cho, mà còn sai người nhà tống cổ ra ngoài. Thế nhưng, trong mấy ngày liền, không những có những người liên tục tới báo hỉ, mà cả người của triều đình cũng tới, và đem theo cả một tấm thiếp đại hồng, điều đó lại càng làm cho thường vương thêm mù mịt không hiểu đầu cuối ra sao. Số là, sau khi thường như ý tới kinh kỳ, hắn đã đi chơi nhởn như khắp các lầu tần, quán sở, sau đó, thì chè rượu, xem hát, cho đến đúng ngày vào thi, gia nhân mới đưa hắn vào trường thi. Chỉ một lát sau khi vào trường thi, các quan giám khảo đã phát đầu đề bài thi xuống, và yêu cầu thi sinh là một bài văn bát cổ, với đề bài là kế sách trị đời, nằm nơi đâu, thường như ý đâu có hiểu được thế nào văn bát cổ đến ngay cái đầu đề hắn cũng chẳng hiểu được nữa là, bởi có những chữ hắn còn chẳng đọc ra. Hắn thấy ba chữ cuối cùng là, nằm nơi đâu, rồi trong lúc lúng túng hắn chợt nghĩ ra một ý, hắn nghĩ tới những lúc trẻ chén hàng ngày trên chiếu lượn, vui cùng bạn bè, thường nói đùa rằng, ông say đâu phải say tại rượu, say tại nơi giữa núi sông. Đúng, cứ trả lời họ rằng, nằm nơi giữa núi sông, là được chứ sao? Thế là hắn viết luôn câu đó xuống phía dưới đầu đề như một tờ giấy to như thế mà chỉ vẻn vẹn có mấy chữ ấy thì có vẻ ít quá thế là thu hứng của hắn bốc lên và tiếp đó hắn nghĩ tới việc làm một vài thơ giải thích mấy chữ nằm nơi giữa núi sông này bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở vùng nhiệt hà nên đối với núi với sông ở nhiệt hà hắn rất thông thuộc vì thế câu đầu tiên hắn viết nhiệt hà nhiều núi lạ câu thứ hai viết thế nào đây hắn lại nghĩ tới dưới nhân núi thường có những mạch nước nóng tuôn chảy thành suối thế là hắn tiếp tục viết chân núi nước nóng tuôn cứ như thế hắn viết được luôn câu thứ ba và câu thứ tư một vùng trời tinh tú nơi này sinh thánh nhân hắn đem mấy câu tuận miệng tào lao này viết xuống dưới dòng nằm nơi giữa núi sông hắn lập tức nộp quyền và cũng chẳng thèm để ý tin các thi sinh khác viết quyền ra làm sao hắn là người nộp quyền đầu tiên và ra khỏi trường thi sớm nhất rồi đi luôn một mạch tới lầu xanh ăn uống chơi bời lại nói về khi cuộc thi đã hoàn tất các quan giám khảo xem qua các quyền một lượt, sau đó đưa cả đến chủ quan tránh chủ khảo. Bạn có biết tránh chủ khảo đại nhân năm đó là ai không? Đó chính là tên ngang ngược dối trên nạt dưới, hòa thân. Hòa thân làm bộ ta đây ngồi trước một chiếc án lớn, trước hết là ra chỉ thị cho các quan phó chủ khảo cùng các quan giám khảo. Nói, năm nay Đức Vạn Tuế ra lệnh cho ta làm tránh chủ khảo, cho nên ta nhất định phải tuyển chọn cho được những người có thực học chân tài mới khỏi phụ lại ân điển của thánh thượng. Các quan giám khảo ai nấy đều biết hòa thân là một kẻ vô hạnh, thấy hắn lại khệnh khẳng, tỏ vẻ ta đây, liền cố ý hỏi để bì hắn. Một quan giám khảo hỏi, xin tránh chủ khảo đại nhân chỉ giáo không biết rằng trong văn chương năm nay, lấy nội dung gì làm tố ý yêu. Hòa thân đâu dành chuyện thi cử, hắn nghĩ thật lâu mà vẫn chẳng nghĩ ra nổi, rồi đột nhiên hắn thấy ở trung đường có treo một bức tranh sơn thủy, bèn nói, hư phải có núi có sông, hừ, còn phải có cả người nữa. tất cả các quan giám khảo đều không nhịn được cười, nhưng lại chẳng ai dám cười thành tiếng, nên chỉ đành cúi đầu, ngậm miệng cười khùng khục trong cổ họng. hỏa thân thấy các quan chủ khảo đem hắn ra làm trò cười, trong lòng tức tối, quát lên: cười cái gì? cứ như thế mà đảm văn chương mà không có núi, có sông, có người, thì đừng có hòng mà đậu với đỗ các quan giám khảo thấy hỏa thân ngang ngược chuyên quyền như thế đều rất bục bội nhưng không dám nói gì nên chỉ đành xem xét tra tìm cho ra bài văn thuộc loại hắn cần không ngờ tìm tòi mãi mà vẫn chẳng tìm ra được loại văn chương như thế có một vị giám khảo cuối cùng đã tìm thấy trong đống quyền bị vút bỏ ngay từ đầu bài thơ đà du một của thường như ý rồi bằng hai tay chỉnh lên hạ quan đã tìm khắp trong số các quyền thi duy chỉ có bài thơ này là có núi có sông, có người thôi. Hòa thân cầm quyền thi đó đọc, hay, thật đúng khẩu vị của hắn, liền nói rằng, hay. Một, tơ đả du thường có nội dung và ngôn ngữ thông tục, hài hước, không nệ vần luật. Tương truyền do trương đả du đời đường đặt ra, n, d, một vị giám khảo cười cười hỏi, ý hòa đại nhân là cho anh cử tử này chúng tiến sĩ chứ? Hòa thân thấy trong lời nói đó của vị khảo quan có ý khinh mạn, trong lòng khó chịu, khịt khịt mũi, lắc đầu lại có một quan giám khảo khác hỏi, tôi xem nên cho anh cử từ này chúng đệ tam danh, làm thám hoa vậy. Một vị giám khảo bên cạnh đó, không nín nổi cười, nên uống một hớp trà để nén trận cười đó xuống, không ngờ nó lại bùng ra mạnh hơn vì nước trà lại chạy sang dưỡng khí quản, nên, ục, một tiếng, rồi cả miếng nước bay tung ra ngoài. Các quan giám khảo khác vốn nín cười, nhưng nhân được cơ hội này, nên đều bật tất cả ra, và họ cười một cách vô cùng khoan khoái hòa thân biết rằng tất cả các quan giám khảo đều là cười mình cả trong lòng càng bực bội khịt khịt mũi thật mạnh mấy cái rồi lại tiếp tục lắc lắc đầu lúc này có một quan giám khảo mặt đỏ đứng dậy nói cứ theo như ý tứ của hòa đại nhân bài văn có núi có sông có người thì duy trì có quyền này cho nên theo tôi nó có thể trúng đệ nhất danh tức là trạng nguyên đấy thì ra ba cái trạng nguyên bảng nhãn Thám hoa là phải lên thượng điện thi do đích thân hoàng đế hỏi vấn đáp mới chọn ra, nhưng các quan giám khảo lại muốn đem quyền thi tồi nhất, kém nhất này nộp lên hoàng thượng, để hoàng thượng xem, chắc chắn hòa thân sẽ bị cách phạt nặng nề, mới giải tỏa được nỗi bực dọc, cáu kỉnh của các quan giám khảo, hòa thân đâu có hiểu được cái ý sỏ ngọt đó. Nhưng hắn cũng thấy rõ các quan giám hảo đang cười mũi hắn. Hắn nghĩ bụng, bọn bay khinh tao về thi cử chứ gì? Tao nói thế nào? thì sẽ là như thế nghĩ xong hắn đập bàn đứng dậy nói được sẽ cho hắn trúng trạng nguyên bay đâu hãy tra xét quê hương bản quán của cử tử này một lát sau đã được trình làng cháu ruột của thường vương ở nhiệt hà thuộc hàng hoàng thân quốc thích hòa thân vô cùng đắc ý nói xưa này cái trạng nguyên đều do người giang nam chiếm hết nay người mãn chúng ta cũng đã có trạng nguyên rồi ha 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 ngày mai đức vạn tuế sẽ cho điện thí báo cho hắn biết Ngày mai vào thượng điện. ngày hôm sau, hoàng đế Cản Long đích thân xem quyền tại điện Bảo Hòa. Hòa thân trước hết sai người chép sạch lại quyền thi của Thường Như Ý một lần, rồi mới đem trình Đức Vạn Tuế, đồng thời nói rõ đây là hậu duệ của hoàng thân Thường Vương. Cản Long vừa nghe thấy một người hậu sinh của hoàng tộc chúng chẳng nguyên thì trong lòng đã rất lấy làm hoan hỷ. Cản Long cầm quyền thi lên đọc, đầu đề là kế sách trị đời nằm nơi đông, đáp là nằm nơi giữa núi sông vua cản long khen ngay tùy văn chương cụt ngủn, nhung đạo lý nằm trong đó lại vô cùng sâu sắc rồi lại xem đến bài thơ đả du cơ dưới nhiệt hà nhiều núi lạ cản long lại nhớ tới núi non được gọi là thập đại danh thắng ở nhiệt hà bèn gật gật đầu chân núi nước nóng tuôn đó là nhũng suối nước nóng mà ngay từ bé cản long đã rất quen thuộc nên lại khen, khá, một vùng trời linh tú, nơi này sinh thánh nhân, thánh nhân, ở đấy chẳng phải nói về chẫm thì còn nói về ai nữa. Xem xong, lòng nhan tươi giói, bất chợt vua Cản Long thấy bài thơ còn chưa có tên. Liền cầm lấy bút son viết lên trên bài thơ bốn chữ, văn minh phúc địa, sau đó cho gọi thường như ý lên điện thí. Cuộc thi vấn đáp này mới thực là lòi mặt chuột. Trong bụng thường như ý ngoài thịt rượu ra thì chẳng còn có gì cả nên Càn Long hỏi câu nào hắn đều chẳng hiểu gì hết đến lúc này càn long mới biết là mình đã bị mắc hờm nhưng xưa nay hoàng đế chưa từng biết nhận sai lầm bao giờ nên trước mặt quần thần càn long vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm trang như thường lệ để không cho ai nhìn thấy sai sót của mình rồi cầm bút viết bốn chữ văn minh phúc địa thành chữ đại tự trên giấy vuông to và dáng chỉ cho khắc trên vách đá của lầu khôi tinh ở nhiệt hà rồi lại phong cho thường như ý hàm ngũ phẩm chờ ngày bổ dụng chờ có nghĩa là không bao giờ dùng tới, nhưng hắn được hưởng bồng lộc của hàng ngũ phẩm là xong. Lại nói về việc, kể từ khi nhiệt hà có tên trong sử sách tới nay, chưa bao giờ có được một ông trạng nguyên, nên toàn thành treo đèn kết hoa, rồi mời những người thợ khắc đã nổi tiếng, khắc bốn chữ ngự bút của chính tay hoàng đế viết cho, văn minh phúc địa, trên lưng chừng vách núi lầu khôi tinh, rồi lại bỏ tiền ra trùng tu lầu khôi tinh ấy. Nhưng ngay trong đêm vừa hoàn công việc khắc đá trời bỗng đột ngột khởi trận phong ba sấm sét ngày hôm sau mọi người chạy ra xem thì thấy tả ngôi lầu khôi tinh cùng phòng ốc của nó đã biến mất sạch những người hiếu kỳ lần tới tận nơi xem xét thì thấy nửa trên lầu khôi tinh đã bị sét đánh tan tành nát vụn những người già lão nói vì vị khôi tinh này mù mắt đã chọn lầm trạng nguyên nên bị trời trừng trị việc ấy đã thành chuyện xôn xao ầm ĩ khắp thành lại nói về việc lưu dung khi nghe được chuyện ấy trong lòng cũng vô cùng buồn bã. Nghĩ bụng, vua Cản Long nếu cứ để hòa thân lộng hành, chuyên quyền mãi như thế, rồi chẳng mấy lúc mà trở thành kẻ đầu tiêu. Nhưng lại nghĩ tiếp rằng nếu trực tiếp can gián Cản Long, chắc chắn Cản Long cũng chẳng nghe nào. Cho nên suốt ngày u uất dầu dĩ, vào buổi trầu sáng hôm đó, Hoàng đế có chỉ ngày mai Hoàng đế sẽ ngự giá đi săn kỳ mùa thu trong từng mộc lan ở Thừa Đức. Hòa thân tùy giá. Lưu Dung ở nhà coi giữ kinh thành. Khâm thử, tuyên chỉ xong, tất cả các đại thần đều lui về. Lúc đó Lưu Dung nhìn thấy cửu vương ái tân giác la vĩnh nghi đang đi tới. Lưu Dung liền dừng chân, nán lại chờ. Nói đến cửu vương vĩnh nghi cần phải nói ngay rằng, ông là chú họ xa của Càn Long. Nhưng về tuổi tác mà nói, ông chỉ hơn Càn Long có ba tuổi. Ông thuộc chi phái Doãn Trinh, võ nghệ cực giỏi. Ông đã đánh nhiều trận to nhỏ ở Kim Xuyên theo tiên đế Khang Hy, đều có những công trạng hiền hách. Nhưng kể từ khi Càn Long kế vị tới nay, đối xử với chi phái này lại vô cùng giữa kẽ, khách khí. Nay thấy Hoàng thượng lại đi săn ở rừng Mộc Lan theo quy định của các triều vua trước. Nhưng ông đã nhận ra rằng, thời gian Đức Vạn Tuế đi nghỉ mát ở vùng nghỉ Sơn Trang càng ngày càng dài hơn. Lưu Dung hỏi, ngài thấy phải thế nào? Cửu vương lắc đầu như một chiếc trống bồi, ông còn không biết sao, chính là do ở lưu dung biết rằng đó là do hương phi nhưng lại sợ cửu vương quá lời mà gọi là cái con mẹ hương phi rồi bị một tên thái giám nào đó hoặc một vị đại thần nào đó nghe thấy thì thật là dày già dà to nên vội vã cắt ngang nói tôi rõ rồi tôi rõ rồi cửu vương cũng vội nói lưu đại nhân ông là người túc trí đa mưu ông phải nghĩ ra một cách nào đấy để khuyên can hoàng thượng chứ hơn thế lại còn cái chuyện chọn trạng nguyên năm nay thật đúng là mất mặt cả hai chúng mình. Lưu Dung trầm ngâm, không nói gì, đột nhiên, Lưu Dung trông thấy hỏa thân đang bậm bách đi về phía này, ông bèn bẻ bè ngay sang chuyện khác, nói, thưa cửu vương, nghe nói trong nhà ngài có cái món, đậu phụ 30 lạng, nổi tiếng khắp chín quận thành phải không ạ? À? Cửu vương cũng rất nhanh trí, biết rằng có người đang đi tới, nên chuyện nói thẳng là không tiện nói, nghĩ rằng chắc là hỏa thân, và đúng là hỏa thân thật bèn nói nếu không có việc gì bẩn tối mai xin mời ngài tới tệ xá tôi sẽ mời ngài nếm thử món đậu phụ ba mươi lạng ngài thấy thế nào lưu dung đâu có thể từ chối lời mời ấy được nên nói vậy thì xin được làm phiền và tối mai gặp lại nói xong Liêu dung quay người đi luôn vừa lúc đó hòa thân cũng đi tới cạnh hai người cửu vương thấy Liêu dung đã đi cũng quay người đi nốt cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình hòa thân lẻ loi đơn độc đứng trơ ra đó miệng phồng phồng tẹt tẹt, không biết làm gì. Buổi tối Lưu Dung ngồi đọc thơ ở sân, Lâm Đại Gia cũng ngồi cạnh đó theo thùa, Kỳ Hà cũng liên tục làm công kia việc nọ không ngơi tay. Văn Thừa lấy một cái ghế ngồi bên dưới Lưu Dung, nghe Lưu Dung ngâm thơ. Tưởng Kỳ cầm một miếng vải lau lau con dao đeo lưng của mình. Họ nghe Lưu Dung đọc chữ, ngân, năn nỉ, chữ, tâm, sang, anh hùng mặt lộ có bền gan, ta đến, vốn bề hoang vắng cả muốn hái thiên hoa lập lễ đàn, văn thừa lắng nghe mà như hiểu như không, thỉnh thoảng lại còn gật đầu, tỏ ý tán thường. Lưu Dung lại đọc nhớ nguyệt thương mây luống uổng công, có vạn kim đâm tận đáy lòng, những muốn vén mây xin chảy ngọc còn chờ thánh giá, lắc chuông vàng, đọc đến đây, Lưu Dung bất chợt dừng lại, rồi lại đọc thầm một lần nữa. Ông đắm chìm vào trong sự trầm tư, một lúc thật lâu sau, Lưu Dung bất chợt hỏi, văn thừa này, ngày mai lúc nào đến nhà cửu vô ương? ngày mai khi nào chuẩn bị xong xuôi cửu vương sẽ cho người tới mời lưu dung lại trầm ngâm một lát rồi nói một mình cần gì phải đợi mời nữa nhỉ buổi chiều ngày hôm sau khi mặt trời vừa xế về tây người gác cửa đã vào báo cửu vương sai người tới mời lưu dung lưu dung bèn lên một chiếc kiệu nhỏ mang theo văn thừa và tưởng kỳ cùng đi đến cửu vương phủ kiệu đỗ lại tưởng kỳ vén rèm kiệu lưu dung mới đi được mấy bước đã nhìn thấy cửu vương đứng đón sẵn trên bậc thềm cao lưu dung vội vã bước nhanh mấy bước đến trước mặt cửu vương vĩnh nghi cúi thật thấp vái một vái rồi nói phải để cửu vương ra tận ngoài cửa chờ đón thế này lưu dung tôi thực không dám cửu vương vĩnh nghi nói oang oang khách khí cái gì vậy tôi đợi ông lâu lắm rồi đấy hai người sánh vai nhau đi vào trong vương phủ hai người tự cởi áo ngoài ngồi vào bàn và chỉ có hai mái đầu xanh bạc uống trà uống rượu với nhau dưới hiên nhà. Cửu vương nói, tôi chuẩn bị vò rượu gì để khoản đại ông, ông thử đoán xem. Lưu Dung cười hà hà nói, nhất định phải là rượu quý lâu năm của vương phủ rồi. Vĩnh nghi mạnh mẽ lắc đầu nói, không, không phải, Lưu Dung lại nói, thế chắc phải là mỹ tử trong cung, do thánh thượng ban cho. Cửu vương Vĩnh nghi lại mạnh mẽ lắc đầu nói, lại sai rồi, lại sai rồi, Lưu Dung nói, Lưu Dung này xin chịu, tôi nói ông biết nhé, đây là rượu cao lương thượng hảo hạng mà tôi sai người mang từ cát lâm về gọi là cao lương hồng ông nếm thử xem ông lưu dung của tôi lưu dung nhấp một chút ngẫm nghĩ thưởng thức rồi nói hảo tửu hảo tửu thơm êm đậm cửu vương nghe vậy thấy trong lòng vui như nở hoa cái thứ rượu ngang ở nhà quê này xin chớ có coi thường nó nói xong hai người bắt đầu chén nọ cốc kia uống tràn sau ba tuần rượu với đủ năm mùi đồ nhắm xem ra cửu vương cũng đã hơi quá chén rồi mặt đã đỏ tung bừng và miệng cũng đã díu lại lưu dung biết rằng cửu vương mời tới đây chính là để bàn việc triều chính nhưng ông vẫn không gấp gáp bước vào chuyện chính vì thế lưu dung tự chuyển chuyện sang việc khác thưa cửu vương cái món đậu phụ ba mươi lạng của ngài đâu tôi đến đây chính là vì cái món đó đấy câu nói này ông cất cao giọng nói to hơn cốt để cho kẻ hầu ngươi hạ đều nghe thấy cửu vương tập túc gọi, mang đậu phụ lên, một người đầu bếp, bưng ngay lên một bát đậu phụ giống y như vẫn thấy, xem ra quá đỗi bình thường. Nhưng khi Lưu Dung đưa đũa ra gắp, miếng đậu phụ hai lớp trong ngoài, vừa bùi lại vừa ngậy, hình như không có gì là thể so sánh nổi với sự thơm ngon tươi mát của nó nên cứ gật gù liên tiếp. Chỉ một lát sau, cả một bát đậu phụ đã bị Lưu Dung ăn sạch. Cửu vương thấy bát đậu phụ đã hết nhắn, không nén nổi niềm vui nên đã bật cười rất sảng khoái. Lưu Dung hỏi, thưa cửu vương, tại sao lại gọi là đậu phụ 30 lạng? Cửu vương Vĩnh Nghi liền nói, nếu ông chưa biết, tôi xin nói ông nghe, khi ông nội tôi đảm nhận chức đô thống ở Thừa Đức, ông có một người đầu bếp rất nổi tiếng tên gọi là Đỗ Cương. Khi đó ông này hơn 50 tuổi, ngay từ nhỏ đã đi theo thầy, học nấu bếp, ông lại là người thông minh, hiếu học, nên chẳng bao lâu sau, các món như xào hấp rán nấu quay nướng ninh đều rất tinh thông hơn hẳn mọi người vẫn với thứ nguyên liệu đó mà qua tay ông món ăn sẽ hoàn toàn khác với những người đầu bếp khác không những màu sắc ngon mắt mà mùi vị thì khỏi phải nói thực khách chỉ cần nếm một miếng cứ gọi là suốt đời không quên nổi chính vì nghề nghiệp giỏi như vậy nên được ông nội tôi rất quý trọng có một năm vào mùa hè có một vị đại quan viên từ Kinh Thành tới Thừa Đúc Diệt Binh. Ông nội tôi đã đặt tiệc mời, gọi là chén rượu tẩy trần thiết đãi vị đại quan viên kia, và cũng là để cho vị đại quan viên ở trong kinh kia thưởng thức những món mỹ vị của dân tộc mãn. Ông nội tôi đã cho mời 40 người đầu bếp nổi tiếng nhất ở Thừa Đức và ra lệnh cho mỗi người đầu bếp phải làm một món ăn ngon nhất của mình. Ông nội tôi gọi Đỗ Cương tới và bảo hôm nay anh cũng không được ngoại lệ, phải là một món ăn thật ngon cho khách thưởng thức. Đỗ Cương gật đầu xin vâng, Đỗ Cương vừa đi xuống bếp vừa nghĩ, vị đại quan viên này chắc chắn là đã ăn đủ các món sơn hào hải vị rồi. Và những đầu bếp danh tiếng bên cạnh ông ta chắc hẳn cũng không thiếu. Mỗi người trong bọn họ, có tài tuyệt chiêu gì mình đâu có biết được. Xong tất cả các món ăn ngon đều đã được ghi chép đầy đủ trong các sách dạy nấu bếp kia rồi. Vậy ta phải làm món gì đây? Nghĩ đi nghĩ lại, ông dứt khoát không làm món ăn bằng các loài chim bẫy thú chạy, và cũng không chọn những món ăn quý giá đắt tiền. Mình sẽ làm một món ăn bằng thứ đậu phụ bình thường, để ông ta nếm thử xem sao. Đỗ Cương về bếp, lấy mấy bìa đậu phụ ra, và để hết tâm trí vào việc chế biến nó. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, từng món, từng món được bưng lên, vị đại quan viên kia lần lượt thưởng thức từng món một. Cuối cùng, ông ta thấy bưng lên một bát đậu phụ nóng hổi, còn đang bốc hơi nghi ngút, nhưng ông ta đảm thấy bình thường quá mức khi ông cúi đầu xuống xem xét ông ta thấy quả thực món đậu phụ này không giống món đậu phụ bình thường món đậu phụ tươi trắng nõn nà bên trong lại có nhũng khe ổ nho nhỏ trông sống như đậu phụ đông ông ta đưa đũa ra gắp một miếng đưa vào miệng nếm thử ông ta vô cùng kinh ngạc miếng đậu phụ không những béo bùi thơm mát mà lại có vị riêng mà vị của nó còn ngon hơn cả vị thịt thiên nga ông ta ăn liền mấy miếng nữa rồi không ngớt lời khen Hỏi ông nội tôi rằng, cái món này là do người đầu bếp nào chế biến? Ông nội tôi nói, đó là Đỗ Cương, đầu bếp của tệ xá. Vị đại quan viên kia vui vẻ gọi ngay người tùy tùng, nói, hãy thưởng cho người đầu bếp này 30 lạng bạc. Không ai có thể ngờ rằng Đỗ Cương chỉ với mấy miếng đậu mà lại có thể chế biến ra được một món ăn ngon đến thế và đã được thưởng tới 30 lạng bạc. Chuyện này lan ra, mọi người bèn gọi luôn món đó là món đậu phụ 30 lạng. Lưu Dung nghe xong, gật đầu lia lịa, Cửu Vương Vĩnh Nghi tiếp tục nói, người đầu bếp hiện nay tên là Đỗ Nghĩa và chính là con trai của Đỗ Cương. Lưu Dung nghe xong, chợt như hiểu ra được một điều. Ông bèn gọi, "Văn Thừa!" Văn Thừa vẫn đứng hầu ở bên dưới, nghe tiếng Lưu Dung gọi, bèn lên tiếng thưa, "Dạ có." Lưu Dung nói, "Gói 30 lạng bạc, đem biếu Đỗ Nghĩa." Cửu Vương nghe nói vậy vội cản, "Sao lại thế? Sao lại thế?" Lưu Dung nói, "Món quà nhỏ Món quà nhỏ, Cửu Vương vui mừng, như hoa càng nở thêm trong bụng nói vội, gọi Đỗ Nghĩa lên cảm ơn Lưu đại nhân khen thưởng. Một lát sau Đỗ Nghĩa xách túi bạc, bước vào, vừa vào khỏi cửa đã nói, cảm tạ Lưu đại nhân đã khen thưởng. Lưu Dung cười nói, thôi khỏi phải ơn huệ, hãy hầu hạ cho tốt trong vương phủ nhà anh. Đỗ Nghĩa thưa vâng, rồi lui xuống. Cửu Vương rất vui, gật đầu tán thưởng, hai người còn nói thêm chuyện trời chuyện đất một lúc nữa rồi cửu vương đột ngột nói lưu dung ơi tôi với ông nói chuyện đúng đắn thôi cái tên hòa thân càng ngày càng chẳng ra làm sao hết cái năm kia hắn đã ngang nhiên chiếm đoạt cung nữ trong cung ông có biết chuyện đó không lưu dung nghe xong lặng đi nói tôi đâu có biết cửu vương nói tôi tính rằng chắc là ông không biết mà chẳng phải nói ông ngay đến cả hoàng thượng đâu cũng có biết gì sau đó cửu vương đem chuyện hòa thân chiếm đoạt cung nữ tuyết hương và chu liên về nhà gian dâm mà ông đã nghe được nói lại cho lưu dung nghe lưu dung không tin nói làm sao nghe biết cửu vương nói thượng nghĩa trưởng ban cảnh vệ của tôi nói vậy ông cứ tin đi không sai được đâu tôi cũng đã tùng dò hỏi việc tuyết Hương và chu liên xuất cung là điều chính xác tới ngàn vạn lần lưu dung trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói đây là chuyện riêng trong nhà của hoàng thượng cứ coi là chuyện có thật đi nhưng nếu nói vung ra, thì mặt nhà vua cũng chẳng ra thế nào. Hơn nữa nếu nói năng không cẩn thận, nhà vua sẽ hỏi tội chúng ta đấy. Cửu vương nói, ông nói chi lý, nhưng triều đình mà cứ để cho hỏa thân tiếp tục lộng hành như thế, thì mất nước là cái chắc. Lưu dung nghe tới hay chữ, mất nước, vội vàng ngăn ngay lại. Cửu vương cũng cảm thấy đã lỡ lời. Liền nói, đắc tội đắc tội, Lưu Dung nói một cách nghiêm trang, thưa cửu vương việc hòa thân chiếm đoạt cung nữ dù thật dù giả thế nào cũng chớ có truy cứu làm gì giả dụ nó ở thực thì việc trị tội hòa thân cũng chỉ là việc nhỏ mà làm sao bảo toàn được danh dự của hậu cung mới là việc lớn cửu vương luôn luôn công nhận là phải lưu dung tiếp tục nói tôi nghe nói thân thích của hòa thân ở sơn đông cũng làm những chuyện không ra làm sao trong vùng đất ấy cho nên tốt nhất là làm sao đưa hoàng thượng đi sơn đông vi hành một chuyến chắc sẽ dần dần nhận ra bộ mặt thật của hòa thân cửu vương vĩnh nghi hỏi thêm làm sao để vạn tuế chịu đi lưu dung đáp tôi có một kế cửu vương vội nghênh tay lên nói đi lụn dung hỏi lại có phải là năm kia đã xây chùa cho hương phi ở thừa đức không cửu vương đáp đúng vậy sau đó lưu dung đem hết cả mưu kế của mình nói ra đồng thời còn nói cả việc cần làm cần làm như thế nào cửu vương không giấu nỗi niềm vui nên luôn vỗ tay và reo lên lưu dung ơi là lưu dung bây giờ tôi mới biết được sự lợi hại của cái ông lưu bù đấy nói xong hai người cùng cả cười cửu vương còn hứa một cách đanh thép rằng yên tâm đi nhỡ có xảy ra việc gì đã có tôi bảo đảm lưu dung nói cảm ơn cửu vương hơn một tháng sau càn long mới đưa hương phi từ nhiệt hà hồi loan lần này vua càn long được thêm hòa thân nịnh bở cung phục nên chơi bời thật thỏa mãn, sung sướng hết mình. Sáng lên thiết chiều, tinh thần Càn Long rất phấn chấn, mặt rồng tươi giói, ngời ngợi. Càn Long bắt đầu nói, chư vị ái khanh, ai có sớ thì tâu trình, Lưu Dung và Cửu Vương thoáng nhìn nhau. Cửu Vương nhay nháy mắt, có ý thúc giục Lưu Dung tâu lên. Lưu Dung nói, khai bẩm đức vạn tuế, thần có lần, mặc thường dân, đi xem xét dân tình, được biết, có người ăn trộm đồ vật trong lăng mộ đời minh vậy người này đáng tội gì càn long chợt nghe đã đập chát xuống lòng án nói quả thật là to gan theo luật đáng chém lưu dung lại hỏi tiếp người dung túng cho kẻ trộm cắp kia thì khép vào tội gì vua càn long nghiêm khắc đáp người dung túng kẻ có tội phải xung quân đẩy đi xa lưu dung nghe xong lại nói vậy thần xin tâu trình mọi việc cho thật rõ ràng vua càn long nói tiếp vào cứ tâu trình cho minh bạch chấm nghe, Lưu Dung vuốt ve chỉnh đốn lại áo quần, rất điềm tĩnh, thư thả nói, sự việc xảy ra vào năm Càn Long thứ 24. Năm đó Thánh Thượng cần xây dựng một ngôi chùa ở Thừa Đức cho Hương Phi mới được tuyển vào cung. Xin được hỏi, việc này có không? Vua Càn Long, nghe xong, hơi lặng đi một lát, rồi nói, có, sau khi chùa Hương Phi đã xây dựng xong, nhưng tìm mãi không ra loại gỗ nam mộc chỉ vàng để làm bàn thờ, khiến tất cả cung đình từ trên xuống dưới đều rất buồn phiền. Thưa Hoàng thượng việc đó có không? Cản Long chỉ ừ khẽ một tiếng, rồi trong bụng bắt đầu phân vân nghi ngờ. Quan viên phụ trách đốc thúc xây dựng chùa Hương Phi không có biện pháp nào để thực hiện việc này, nên đã bị Thánh thượng của mắng một trận. Thánh chỉ viết lời vàng ngọc của Đức Vạn Tuế rằng, đồ bỏ, cả lũ đồ bỏ. Lẽ nào trong đại thanh quốc, rộng lớn của ta, lại không làm ra được một mảnh gỗ đóng bàn thờ sao? các người hãy đi tìm cho ra, bằng cách thức nào, chấm cũng cho phép các người được tùy tiện. Xin hỏi, những điều đó có thật không? Lưu Dung không kịp để Càn Long trả lời, đã nói tiếp loại gỗ nam mộc chỉ vàng này chỉ ở trong núi sâu của tỉnh Vân Nam mới có. Đi về đột lượt, rồi lại còn phải vận chuyển, ít nhất cũng phải mất một năm. Nguyên chỉ một việc Đức Vạn Tuế sai thần đi lấy bản vẽ ở chỗ Y Lê, thì thời gian cho quan đốc thúc xây dựng đi tìm gỗ tham mục chỉ vàng mà lại chỉ có mấy ngày. Khiến cho quan đốc thúc không xoay sở được, nên đành phải nghĩ tới gỗ nam mục chỉ vàng nằm trong lăng nhà Minh. Và chính trong lúc đó, trong thánh chỉ của Đức Vạn Tuế lại nói rõ, các người hãy đi tìm cho ra. Bằng cách thức nào, trẫm cũng cho phép các người được tùy tiện. Này xin nói về dùng trung hoàng đế đời vua cuối cùng của triều đại nhà Minh. Lưu Dung hắng lại giọng còn bách quan lại im lặng như tờ, hỏa thân thì lún cuốn lúc nhìn trộm đức vạn tuế, lúc nhìn trộm lưu dung. Bởi cái việc nào lăng mộ hoàng đế sùng trinh ăn cắp gỗ nam mục chỉ vàng chính là mưu mô của lão, và chính lão bày đặt xúi dục quan đốc thúc xây dựng. Bởi quan đốc thúc xây dựng đã từng đi tìm hòa thân, nói đến việc không có gỗ nam mục chỉ vàng. Chính hòa thân đã nói trong lăng mộ triều minh chẳng có là gì đấy, quan đốc thúc nói nhưng ai dám lấy dùng hòa thân đáp nhưng dùng thì ai biết hơn nữa lại dùng vào việc xây dựng chùa hương phi của đức vạn tuế nên dù có biết cũng chẳng trách móc ông được việc này lưu dung đâu biết được còn vua càn long thì dứt khoát là không biết rồi vậy mà tại sao lưu dung lại biết và đem nói toang ra ở đây chắc chắn rằng nhà vua sẽ hỏi tội rồi nghĩ tới đó hòa thân sợ đến đổ mồ hôi hột lộp bộp lộp bộp rơi xuống đất tất cả văn võ bá quan trong triều chỉ có mỗi một mình cửu vương vĩnh nghi là lim dim cặp mắt, giống như người nghe kịch hát, rất thú vị. Ông đã nghĩ kỹ rồi, nếu như hoàng thượng luận tội lưu dung, ông sẽ đúng ra xin bảo lãnh. Nghĩ tới đó, quyết tâm của ông càng được củng cố hơn. Ông tiếp tục nghe Lưu Dung nói, Sùng Trinh Hoàng đế là đời vua cuối cùng của triều đại nhà Minh, quên ơn đất nước, nhưng không phải là một hôn quân. Khi đứng bên bờ vực của sự mất nước Sùng Trinh đã từng viết huyết thư, để tự trách cư mình. Thư viết, chấm để mất thiên hạ, là do văn quan bất hợp tâm, võ quan bất dụng mệnh, nên mới dẫn tới nông nỗi này. Văn võ có thể giết, bách tính không thể giết được. Rồi lại viết, chấm chết mà chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp tổ tông dưới cửu tuyền. Hãy lột vương miện của chấm đi, lấy tóc che mặt, cứ để cho quân giặc băm vằm xác chấm thành trăm nghìn mảnh, nhưng đừng làm tổn thương tới muôn dân. Quân giặc nói tới ở đây tức là lý tự thành kể từ khi quốc triều ta được xây dựng tới nay, ân đức sâu dày, tràn lan bốn biển. Đánh đuổi được giặc dự lý tự thành, đem trả lại cho trăm họ an ninh hạnh thái, dựng lại cán cân xã tắc. Đồng thời, trong 12 lăng mộ đời minh, cho xây thêm một lăng mộ nữa, để hậu táng hoàng đế sủng trinh, gọi là tư lăng. Lăng này được xây dựng, chỉ vì một chiếc bàn thờ, đã dám đương nhiên khai quật một lăng mộ do chính triều ta xây dựng để ăn cắp gỗ nam mục chi vàng kính thưa Đức Vạn Tuế, xin Ngài nói cho biết, tội này là của ai đây? Vua Cản Long nghe bài tố miệng, gọn gàng, mạch lạc, đâu ra đấy, chỉ còn biết câm mồm tắc họng. Các quan văn võ đầy chiều đều toát mồ hôi sợ thay cho Lưu Dung. Rất lâu, rất lâu sau, vua Cản Long mới từ từ phán ra được một câu tội ở mình chậm, không phải tội của bách quan. Hòa thân nghe vậy, thấy tình thế nguy ngập, vội nói lời nói của Đức Vạn Tuế vẫn là lời nói của cả đất nước, Lời nói đó là luật pháp, miệng vàng lời ngọc, đó là cái lý của mọi lý lẽ. Vua Cản Long nghe xong, thư thả đáp, "Vương Tôn phạm lỗi, tội cũng như dân." Ngay lập tức Lưu Dung cất cao giọng, "Tạ ơn hoàng thượng của chúng ta vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Cửu Vương cũng vui mừng ra mặt, nghĩ bùng ông hoàng thượng này vẫn còn chưa đến nỗi hồ đồ. Cản Long hỏi, "Lưu Ái Khanh, ngươi định xử trẫm ra sao đây?" Lưu Dung đáp, "Vừa rồi đức vạn tuế đã nói rõ." người dung túng kẻ có tội phải xung quân đẩy đi xa nói xong lưu dung rút từ trong ngực áo ra một sợi dây chuyền hai tay nâng lên vua càn long vội hỏi ái khanh cái này là cái gì vậy lưu dung đáp đây là cái gông của đức vạn tuế càn long nói với thái giám trưởng trình lên đây lưu dung lại rút ra một đôi vòng bạc vua càn long hỏi đôi vòng này dung làm gì lưu dung đáp đôi vòng này là đôi xiềng tay của đức vạn tuế còn long hiểu ý gật gật đầu không thể không làm ra vẻ vui lòng phấn khởi nói với quần thần, liệt vị ái khanh, đều cần phải giống như Lưu Dung vậy, đã dám chính diện chỉ trích những sai lầm của quả nhân. Lưu Dung, khi nào người bắt chẫm phải xung quân phát phối, chẫm sẽ theo người đi. Nói xong rời khói lòng án, thái giám trợn mắt, hô to, bãi trầu, Lưu Vũ quá sợ hãi, nên chưa nghe hết lời đã đùng đùng bỏ chạy. Cửu vương chạy tới, nắm lấy Lưu Dung, nói, mặc, sợ gì? Hồi thứ 23, năm đó Hương Phi mất, từ đấy, Cản Long rũ rượi chẳng vui, suốt ngày âm thầm, dầu dĩ. Trong cùng những người khác đều biết, nhưng Hòa Thân, Lưu Dung, Cửu Vương Vĩnh Nhi trong lòng còn biết rõ hơn ai. Xong tất cả, đều vô kế khả thi, có một hôm, Hòa Thân mời Lưu Toàn sang phủ dự tiệc. Kể từ khi Lưu Toàn giúp Hòa Thân làm xong việc, trục xuất công nữ thì hòa thân chỉ còn việc nuôi dưỡng hai trang quốc sắc thiên hương tuyết hương và chu liên trong nhà, để đêm đêm hưởng lạc. Tất nhiên rằng hòa thân phải cảm ơn Lưu Toàn hết mức. Trong khi Lưu Toàn núp được vào bóng hòa thân nên thanh danh cũng ngày một lớn hơn. Xem ra cũng sắp trở thành sủng thần nên cạnh Càn Long đến nơi rồi. Khi yến tiệc bày đặt đã xong, hòa thân liền mời Lưu Toàn vào bàn. Lưu Toàn đâu dám ngồi trước, hai người co kéo, nhường nhịn một hồi lâu. Hòa thân mới chịu ngồi, chiếu chủ, còn Lưu Toàn ngồi khiếu khách, chú Y Viên ngồi bên cạnh, và ba người bắt đầu ăn uống, nói cười. Hòa thân quan tâm hỏi, tâm trạng Đức Vạn Tuế gần đây có khá lên được chút nào không? Lưu Toàn đáp, xem ra, nói tới đây Lưu Toàn lắc lắc đầu. Hòa thân bèn nói, xem ra cũng là phải thôi. Một phi tử dung mạo như hoa như trăng như thế, bỗng dưng mất đi, ai mà chẳng đau lòng huống hồ đức vạn tuế lại là người trọng tình trọng nghĩa vừa nói vừa lắc lắc đầu uống rượu lưu toàn nói hòa đại nhân cũng nên nghĩ ra một cách gì đấy cho hoàng thượng đỡ buồn hòa thân nói liệu tôi còn có cách gì đó thưa lưu công của tôi mà giả dụ là có đi chăng nữa thì ở nơi triều chính toàn bàn với thánh thượng những chuyện quốc gia đại sự chưa đâu có thể bỏ sang chuyện nhi nữ tình trường được lưu toàn đáp chuyện ấy có khó gì tôi sẽ có cách cho nên chỉ mong sao hòa đại nhân cùng với chu tiên sinh nghe ra được việc gì đó làm cho hoàng thượng đỡ buồn thôi. Nếu không, những kẻ làm nô tỳ chúng ta, nhìn thấy vậy, cũng cháy lòng cháy dạ. Khi nghe Lưu Toàn nói vậy, hòa thân vội đáp vâng, vâng, cần phải nghe ra được việc gì đó, tối đó, tiệc tàn, Lưu Toàn mặt đỏ ra về. Sau khi tiễn Lưu Toàn ra về, hỏa thân nói với Chu Y Viên, Chu Tiên Sinh, liệu có được cách gì không? Chu Y Viên đã có chứ. Hòa thân hỏi vội, nói nghe, lại nói về vua Càn Long, đưa bọn cung na, thái giám đi chơi ở ngự viên giải sầu. Vua Càn Long hỏi, Lưu Toàn, gần đây người có qua bên Hòa Phủ không? Lưu Toàn không giấu giếm, nô tài có qua, Càn Long nghe xong bèn hỏi, Hòa Tài Vướng có nói gì không? Lưu Toàn đáp, Hòa Tài Vướng nói rằng, có điều muốn tâu với Đức Vạn Tuế. Càn Long gật đầu, nói, ta hiểu rồi, ngày hôm sau, Càn Long liền giáng chỉ, hỏa thân hộ giá đi vườn viên minh. Hỏa thân rõ ngay ý tư đó, nên đem kế hoạch chu y viên ra thầm nghĩ lại một lần. Tan buổi trầu, hỏa thân bèn đi theo càn long sang vườn viên minh. Ngày hôm đó, thu mới dịu dàng, trời trong óng ả. À. Càn long cũng thấy hài lòng. Hỏa thân hộ giá bên cạnh, càn long ngồi trong kiệu, hỏa thân đi bên ngoài kiệu. Vừa tôi hai người, người câu này, kẻ câu khác cùng tới vườn hoa. Buổi trưa thịnh yến được mở ngoài vườn trường xuân, vua Cản Long cho phép hòa thân cùng ngồi, xem cung nữ ca múa trước mặt. Bữa yến xong xuôi, bàn tiệc đã được dọn đi, Cản Long cầm một chiếc tăm vân về nghịch ngợm trong tay. Hòa thân tới chầu hầu, vua tôi, hai người bèn đi sâu vào trong vườn hoa. Vua Cản Long đi thẳng vào việc trước chấm muốn giải sầu một chút, nên tìm hòa ái khanh đó. Hòa thân vội đáp thế là giết chết nô tài vua càn long bèn hỏi có gì cứ nói hòa thân liền nói nô tài chợt nghĩ tới một chuyện càn long chuyện gì hòa thân đó là lưu gù đã đưa ra một ý kiến thối tha là xung quân phát phối đức vạn tuế vậy mà đức vạn tuế cũng lên tiếng chấp nhận thần nghĩ tốt nhất vẫn là cứ làm theo lời lưu gù bởi một lời đã nói mà lời nói của đức vạn tuế là miệng vàng lời ngọc câu hứa giá ngàn vàng đó là điều thứ nhất thứ hai chứng tỏ rằng Đức Vạn Tuế là một bậc thánh minh. Đã như vậy tại sao không đi Giang Nam một chuyến? Kẻ nô tài này sẽ ra lệnh ngay cho thợ thuyền đóng chiếc thuyền lớn, đi dọc theo sông Đào. Đức Vạn Tuế cứ thế mà đi, thẳng tới Hàng Châu. Nói xong, Hòa Thân còn nhấn mạnh với vua Cản Long một câu, sự phong tình của phía Bắc, làm sao sánh đi với phía Nam. Cản Long nghe vậy, liền gật gật nói, người hãy mau đi thu xếp công việc, chấm sẽ tìm một cơ hội, tuyên chỉ là xong vua tôi hai người bền bàn bạc, việc Càn Long đi xuống Giang Nam, bước vào nơi son phấn yên hoa. Vài hôm sau, giữa triều đình, sau khi đã bàn xong chính sự, vua Càn Long với sắc mặt vui tươi hớn hở nói với Lưu Dung, Lưu Ái Khanh, Càn Long nói tiếp ý chấm đã quyết. Lưu Ái Khanh cần chấm phải lo toan đến việc quân, nên chấm sẽ theo Khanh đi Giang Nam một chuyến, để thực hiện lời đã hẹn lĩnh chỉ chứ, Lưu Dung đáp xin lĩnh chỉ, nhưng trong lòng lại nghĩ ta đâu có nói rằng phải đi Giang Nam, đi Giang Nam thế này, có khác gì một chuyến đi du hí. Xong Lưu Dung này còn dám nói gì, Cản Long liền nói, bãi chiều, nói xong, mắt người đi ngay, bãi chiều mà Lưu Dung buồn rười rượi khi đó cửu vương Vĩnh Nghi chạy tới, kéo kéo Lưu Dung nói, thôi đừng có phí công suy nghĩ vô ích, mặc xác ông ta. Lưu Dung suy nghĩ một lát, nhưng cũng chẳng nói gì lại nói về hoàng hậu, kể từ khi việc của Xuân San vỡ lở ra, bà bị càn long mắng cho một trận nên thân, lên lúc nào cũng giàu giàu buồn bã. Không ngờ, ông trời có những gió mưa bất chắc, con người có những họa phúc sớm chiều. Hoàng tử thứ 14 vĩnh lộ, hoàng tử thứ ba vĩnh kỳ, bỗng đột ngột sắc bệnh nặng, đều nhắm mắt, xuôi tay, chết cả. Hoàng lậu khóc lóc đến chết đi sống lại, vua Càn Long trong lòng vốn đầy nhũng buồn phiền, Nay lại tăng thêm đau thương mới. Thật là, trăng lạnh, hoa dầu vừa thoát khỏi niềm đau vĩnh biệt, chi tản lan chết lại đắm mình trong tang tóc đớn đau. Tất cả những điều đó, đều được hòa thân ghi trong óc, nhớ trong lòng. Bụng nghĩ, hoàng hậu làm sao không đau thương cho được, cho nên tốt nhất là đi Giang Nam đưa bà cùng đi, chỉ thêm một chiếc xe phượng là xong. Lão mò tới cung tử ninh, nói điều đó với hoàng hận, sau nhiều ngày đắm đuối trong đau thương. Hoàng hậu cũng nói, ta cũng muốn đi ra ngoài để giải khuây. Tục ngữ ta đã có câu nói rất đúng là, trên trời có thiên đàng. Dưới hạ giới có tô, hàng, phong cảnh ở tô châu, hàng châu thực đẹp, nhưng chẳng biết hoàng thượng có chấp nhận cho không. Hòa thân nói, việc này, thần xin tô lại với hoàng thượng cũng xong. Mấy ngày sau, khi tìm được cơ hội, hòa thân nói với hoàng thượng, hoàng hậu mất con, đau thương lắm. Bà được lập chính vị cũng đã nhiều năm, vẫn chưa lần nào đề xuất cung ngoạn cảnh cho nên nên để hoàng hậu cùng đi xưa nay người ta vẫn nói thuyền đông được đường đức vạn tuế thấy thế nào cản long thấy được tấm lòng thơm thảo của hòa thân cản long nói thật quý hóa sự suy nghĩ chu đáo của khanh sau đó hai người quyết định ngày lên đường và vẫn ra đi theo thế độ cũ của triều đình hoàng đế xuất cung đi tuần du song cần có thêm một chiếc xe phượng cho hoàng hậu lại nói về sau khi hòa thân lãnh mệnh của Càn Long, nên ngay lập tức đốc thúc đóng thuyền rồng, trang trí thật sang trọng. Nhìn là thấy ngay rằng, chiếc thuyền rồng đó thực chẳng khác gì một cung điện trên thuyền đầy cung Nga mỹ nữ, sắc màu rực rỡ, địch tiêu xanh phách, tiếng hát bóng trầm. Hòa thân lại chặt chẽ, chính xác ra lệnh cho các phủ, huyện, châu, ở các nơi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón, bố trí xây dựng những hành dinh, ly cung, trực chờ tiếp giá. Càn Long lại ra dụ chỉ, viết, chấm tuần du giang chiết, thăm hỏi an dân, ân trạch tràn trề, treo cao khánh điền. Sau đó, Càn Long cùng với Hoàng hậu và các bậc đại thần, theo thủy lộ tuần du giang nam. Lại nói về Lưu Dung kể từ hôm lĩnh chỉ tại triều đình biết rằng việc Cản Long tuần du giang nam, chỉ có mỗi một việc là đi tìm hoan lạc, chứ đâu phải là thăm viếng, thương xót dân tình, nên ngày ngày ông u dù dâu dâu. Một hôm, văn thừa đã nhìn thấy hình dạng chiếc thuyền rồng trong kinh thành nó thực sự huy hoàng tráng lệ chẳng khác gì một cung điện vậy bèn quay trở lại nói cho lưu dung biết lưu dung nghe xong nghĩ kỹ mới vỡ lẽ ra rằng mình đã vướng vào kế của hòa thân vì hòa thân đã lấy cớ rằng càn long xuất cung đi tuần du chỉ một chuyến đi này cũng sẽ tiêu phí không biết bao nhiêu công sức cùng tiền của các địa phương và sẽ còn trồng chất thêm lên người dân vốn cùng cực không biết bao nhiêu đau khổ nữa nghĩ tới đó ông thở dài thương thượt rồi vùi đầu ngủ một giấc cũng thật dài suốt cả một ngày không dậy cho đến ngày lên đường trong cung pháo nổ đi đùng nhạc tấu vang trời trong kinh thành đường xá được đắp lại bằng hoàng thổ nước sạch tưới vây đại đội nhân mã chạy thông tới các châu phủ tất cả rời xe lên thuyền khi vua cản long đã ngồi trong lòng chiếc thuyền rồng rồi ngắm nhìn chung quanh đều rất vừa lòng mãn ý không thể không cất lời khen, đẹp lắm, thực sự là đẹp lắm vậy, mặt hòa thân không thể không sáng sủa hẳn lên, nói, bẩm đức vạn tuế, quả là hồng phúc ngập trời vậy. Nói xong, cả hai cùng cười lớn, hòa thân chỉ còn đợi Càn Long cất lời cho phép thuyền động mái chèo rồi đi thẳng tới Giang Nam. Không ngờ Càn Long lại hỏi, hòa ái khanh, lưu dung đâu, hòa thân nghe xong, mặt xịu xuống, đáp lưu đại nhân còn tiêu dao lên thuyền ở phía sau. Cản Long liền truyền chỉ nói, mời ngay Lưu Dung cùng cửu vương Vĩnh Nghi tới đây, bọn thái giám liền cho đi mời triệu Lưu Dung và cửu vương Vĩnh Nghi tới. Chờ tới khi Lưu Dung cùng cửu vương Vĩnh Nghi bước vào thuyền rồng, vén áo quỷ xuống, Cản Long mới nói, Lưu Ái Khanh, Khanh có biết chẫm cho gọi Khanh là do việc gì không? Lưu Dung và cửu vương nhìn nhau một lát, chẳng hiểu được là do việc gì, nên lắc đầu, nói rằng không biết. Vua Cản Long liền cười, nói, Lưu Đại Nhân, khanh giải tội cho trẫm đi chứ lưu dung nghe xong mới tỏ nguồn cơn bèn nói thần không dám vua càn long nói trẫm đi giang nam chuyến này chẳng qua chỉ là vì lưu ái khanh đã xung quân phát phối trẫm đó thôi làm sao lại quên được nói xong liền với tay lên lòng án lấy sợi dây chuyền cùng đôi vòng tay xuống nói đây là gông và xiềng của trẫm lưu ái khanh trẫm ra lệnh cho khanh phải thu hồi và cất giữ nói xong bèn nói với hòa thân khanh mời lưu đại nhân lên tiếng cho kịp lên đường hòa thân liền cầm lấy dây chuyền và vòng tay rồi giao cho lưu dung lưu dung trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải chạy ra ngoài mũi thuyền hô to một tiếng nhổ neo ngay lập tức âm nhạc nổi lên cờ dương phấp phới cùng với tiếng hiệu lệnh dâm ran thuyền rồng khởi động và mọi người trông thấy trên mặt con sông đào một đội thuyền lớn quay mũi đi về hướng nam Lưu Dung đúng ngoài mũi thuyền mà trong lòng tràn ngập những khổ đau. Lúc đó, Cản Long, cùng cửu vương và hòa thân bỏ ra khỏi khoang thuyền, và đã nghe ngay thấy tiếng hoan hô rộn rã bốn bên, nhân dân vui mùng hò hét nhảy múa. Cản Long vui sướng, cầm lòng chẳng đậu, và hòa thân đã nói, thật là cảnh tượng đại thái bình, vua Cản Long, cửu vương vĩnh nghi, hòa thân, Lưu Dung bốn người đứng thành một hàng, trong lòng mỗi người đều vần vụ một trận gió mưa riêng. Cản Long nghĩ hương phi mất hai con cũng mất theo lần này đi giang nam cần phải hoan lạc dù ý cho thật đã đời trong khi sức lực thân hình còn cường tráng khỏe mạnh hòa thân nghĩ đứng vững trên vị trí phụ trách mọi bề xả thân hầu hạ hoàng thượng điều nghĩ của lưu dung là chiến tuần du giang nam này không biết rồi ra sẽ tiêu phí bao nhiêu tiền của chúng dân đây chỉ có cửu vương vĩnh nghi là trong lòng chẳng có nghĩ ngợi gì nhiều dù sao mình cũng đã được ra khỏi kinh sư thì cũng có thể giải sầu được đôi chút con thuyền lớn cưỡi sóng lướt gió trực chỉ phương nam trong tay lưu dung vẫn còn cầm sợi dây chuyền vàng và đôi vòng bạc cửu vương lĩnh nghi trông thấy bèn nói lưu đại nhân xin ngài chớ coi thường sợi dây chuyền vàng và đôi vòng bạc cầm trong tay ngày hôm nay ấy là ngài chính là người cầm cán cân công lý của đã vạn tế đấy ngài thay đức vạn tuế giữ gông giữ xiểng đó ba người nghe nói vậy đều cười lớn Hòa thân nói, thôi thôi, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Hãy làm sao để Đức Vạn Tuế có một chuyến đi cực kỳ vui vẻ, và giải được mối sâu. Ngài thấy thế có đúng không, Lưu Đại Nhân, trong lòng Lưu Dung nóng như lửa đốt, biết rằng chuyến đi Giang Nam lần này của Càn Long chính là do hòa thân bày đặt ra, nên chẳng vui vẻ gì đáp cục lốc. Biết rồi, vua Càn Long sợ hai người lại sinh chuyện đấu khẩu, trong khi thuyền đã ra khỏi kinh thành, xung quanh đã là những phong cảnh đồng ruộng, điền viên, những ngôi nhà thôn quê, những ruộng lúa mạch, nhũng con chó, những đàn gà và sực nức hương thơm đồng ruộng, nên nói, hãy ngắm nhìn phong cảnh thôi. Hỏa nhân vốn là một kẻ lắm lời, nhìn thấy trên bờ sông những chó, lợn, gà, vịt, thì hứng bất chợt nổi lên. Bèn nói với Lưu Dung, Lưu Đại Nhân, tôi có một đôi câu đối, nói xong đọc liền, như bão, lưu bão, bão bất quá mã, kê phi, áp phi, phi bết quá ưng, châu chảy lừa chạy, chạy chẳng vượt ngựa, gà bay, vịt bay, bay chẳng vượt ưng. Lưu Dung nghe xong, trong lòng càng thêm tức, bèn bực dọc, đọc một câu sâu cay, tường thượng lô vi, đầu trọng, cước khinh, cân để thiền. Sơn gian trúc duẩn, trùy tiêm, bì hậu, phúc trung không, cỏ lau trên tường, đầu nặng, chân nhẹ, dễ nông truyền, măng tre giữa núi, mỏ nhọn, da dày, bụng rỗng không, một đôi câu đối đã vẽ nổi bật lên đến hết vẻ một tên hòa thân vô học bất tài chỉ biết xung xoe nịnh bờ. Hỏa thân nghe xong vô cùng tấm tức, chợt nhìn thấy một con bò đang chạy rông trên đường, lại đọc tiếc như đầu thả hỉ sinh long giác đầu bò lại muốn nảy sừng rồng. Hòa ăn còn chưa dứt lời, Lưu Dung đã lập tức đọc ngay, cầu chỉ hà tăng trưởng tượng nha, miệng chó sao đòi mọc ngà voi, vế đối làm cho hỏa thân chỉ còn biết tròn xoe mắt. Vua Cản Long nghe xong, liền tìm cách hòa giải giữa hai người nói hai người các người làm sao lại cứ phải đấu khẩu như thế hòa thân nói một cách ấm ức bẩm đức vạn tuế thực tình kẻ hạ thần chỉ muốn cùng lưu đại nhân vui thú chuyện văn chương phong nhã và không ngờ lưu đại nhân lại chỉ thích châm chọc làm đau lòng người khác lúc đó cửu vương vĩnh nghi cũng huých huyết, huyết lưu dung bởi cảm thấy lưu dung quá nóng lưu dung cũng thấy thế là không hay đi ra khỏi kinh thành cần phải có sự bình an êm thuận nên cũng nói thưa hòa đại nhân lưu tôi cũng thật là có miệng mà vô tâm nên gây lỗi xin được tha thứ vua cản long ngồi trên ghế rồng cũng có vẻ bực tức nên nói hai khanh hòa lưu đi tuần du giang nam kỳ này là do chính chấm nghĩ ra nó không hề liên quan tới ai cả nếu ai có gì không bằng lòng thì cứ việc nói thẳng lưu dung thấy cản long có vẻ khó chịu nên nói ngay thần không dám ạ à? cản long cũng nói thế thì được vậy ngươi và hòa thân không được đấu khẩu nữa. Lưu Dung vội vã quỳ sụp xuống nói, thần lĩnh chỉ, hòa thân cũng nói, nô tài tuân mệnh, cửa vương vĩnh nghi lúc này lại làm, ông già tốt bụng, nói, tốt nhất vẫn là một bầu hòa khí. Cản Long bèn cười nói với hòa thân, người không đấu lại nổi với Lưu Dung đâu. Hồi đầu tiên, chấm còn chịu thua Lưu Dung hai vạn lạng bạc đấy. Nói xong, cả bốn người cùng cười lớn, chuyến tuần du lần này của Cản Long, ban đầu cũng thuận buồm xuôi gió chưa đến hai chục ngày đã đến châu tế minh tỉnh sơn đông tất cả những nơi càn long đi qua đều chu đáo ân cần tiếp xước hết sức long trọng nhất là ở những nơi dừng chân thì lại linh bình trọn vẹn hơn ai tất cả những quan lại cùng những binh đinh ở những thành ấp mà càn long và hoàng hậu lưu lại đều nhất loại được khen thường đến ngay hòa thân lưu dung cửu vương cũng được thưởng thêm tiền lộ phí những trên những vùng dọc theo hai ven đường tuần du vật giá đều gia tăng, đắt đỏ. Hỏa thân đem chuyện đó than phiền với Cản Long, Cản Long bèn truyền chỉ ra ân thưởng thêm, hỏa thân được 600 lạng bạc, và người cấp dưới cũng đều được thưởng thêm theo thứ bậc. Nay lại nói với việc Cản Long cưỡi thuyền rồng, đi theo sông đào tới châu Tế Ninh tỉnh Sơn Đông. Châu Mục Tế Ninh là nhan hy thâm lại đi xuống nông thôn phát trần, mà lại phát trần bằng tiền thóc của mình, và đã hoàn toàn quên khuấy đi mất việc Hoàng đế càn Long tuần du Giang Nam đi qua Châu Tế Ninh. Kết quả là ngự giá tới Châu Tế Ninh, trên ngự đạo không hề có một sự đón tiếp, cung phụng nào. Cản Long xa sầm nét mặt, hòa thân vội vã xuống thuyền quát mắng, giỏi thay cho thằng Chi Châu láo lếu này, dám mạo thị Hoàng thượng đến như thế này hư. Hương án không thèm bày đặt trên ngự đạo, cả một con đường rỗng tuếch ra như thế này, và chính bản thân hắn cũng không đến minh giá hòa thân không nén nỗi cơn phẫn nộ đòi gông cổ tất cả gia đình châu mục lại giữa lúc đó mới thấy có một chiếc kiệu khênh tới phía hòa thân hòa thân cũng cảm thấy bớt giận tưởng rằng bọn họ đến đón rước không ngờ khi chiếc kiệu vừa mặt xuống người trong kiệu bước ra lại là tuần phủ tỉnh sơn đông hòa thân thấy tình hình nguy cấp liền hất hàm hỏi các quan cấp dưới của anh đâu tuần phủ giật mình hỏi lại hòa thân chưa tới ạ à? hòa thân nghe xong nổi gióa lên nói làm sao anh lại hồ đồ thế được đức vạn tuế tới đây mà không một ai tới nghênh giá cả có thể nói chắc chắn rằng anh đã bảo bê việc này không thông chi cho các châu mục cho nên chẳng thấy mống nào đến đón tiếp cả tuần phủ nghe vậy cũng bàng hoàng hoàng hốt nói bẩm hòa đại nhân bì chức đã sớm có công văn gửi đi từ trước đây những một tháng rồi báo cho hắn biết sớm để chuẩn bị mọi mặt để nghênh giá nghênh loan làm sao lại dám quê nạ Hòa thân nói, giả dụ như hắn có đi xuống nông thôn phát trần thì chính anh cũng phải biết thế nào là việc nặng, việc nhẹ, việc khoan việc gấp chứ. Nếu như hắn biết rằng, phàm là những công việc nghênh đón thanh giá, làm việc hoàng gia, không thể bê trễ được, thì hắn không dám để đức vạn tuế chơ vơ ở đây mà đi xuống nông thôn phát trần. Tuần Phủ Son Đông cũng nói, bỉ trúc cũng không hề sai hắn đi phát trần. Việc phát trần, thực tình bi chức cũng không được biết một tí nào hắn cũng không gửi công văn báo lên trên, thật chẳng còn biết ra làm sao nữa. Hỏa thân nghe Tuần Phủ nói chính ông ta cũng không biết tới có việc phát trần cho dân, liền đe dọa Tuần Phủ cùng với cái cười híp mắt một cái tên chi châu bé leo teo, không báo công văn lên phủ đài, đã dám mở kho ra mà phát trần cứu đói, thì e rằng tự cổ trí kim chưa bao giờ có. Ông anh lừa tôi, tôi biết đi lừa ai bây giờ đây? Thôi tự ông lên thuyền rồi đích thân bẩm báo cho rõ ràng với hoàng thượng vậy thôi câu nói đó đã làm cho tuần phủ sơn đông sợ hãi đến té đái vãi cứt lại thấy hòa thân đe dọa uy hiếp cứng ngắt chẳng có một chút tình cảm nào nên đã vội vã ra lệnh cho người đi lôi ngay nhan hy thâm về rồi một mặt cũng đành liều mạc lên thuyền rồng hòa thân thấy tuần phủ dám bước lên thuyền rồng thật cũng đành bước lên theo vì sợ tuần phủ ăn nói lung tung khi ấy vua cản long đang cùng hoàng hậu nói chuyện trong khoang thuyền khi nghe thái giám báo tuần phủ sơn đông kiến giá vua cản long bèn đáp cho vào cản long đang nghĩ tới chuyện chi châu tế ninh nhan hy thâm không tới tiếp giá nên chẳng thể nói những lời tốt đẹp được giữa lúc đó tuần phủ sơn đông đã bước vào khoang thuyền sụp đầu bái lạy tiếp ngay sau đó là hòa thân cũng vào theo vua cản long hỏi chi châu tế ninh đâu tuần phủ sơn đông đang định nói thì hòa thân đã xen vào lên tiếng trước. Chi châu tế ninh dám coi thường thánh thượng, đã không cung phụng, lại không đến minh giá. Kẻ nô tài này cũng vừa chất vấn tuần phủ sơn đông xong. Vua Càn Long hỏi, nhàn hy thâm đi đâu? Hòa thân lại cướp lời đáp, nghe nói nhàn hy thâm xuống nông thôn, phát trần. Vậy mà vị tuần phủ này lại giả vờ rằng mình chẳng biết gì, không hiểu duyên cớ bên trong ra làm sao. Xin Hoàng thượng minh xét, Cản Long nghe nhũng lời tâu đó của hòa thân, đang định lớn tiếng trách mắng tuần phủ, thì chợt nghe thấy trên bờ có tiếng ồn nào, lại loáng thoáng có tiếng đàn bà khóc lóc. Bèn hỏi, hỏa thân, có tiếng ai đang khóc đó? Hỏa thân thò đầu ra ngoài khoang, quát to hỏi, ai đang khóc lóc đó? Từ bên dưới có tiếng đá, đó là mẹ của nhan hy thâm do tuần phủ Sơn Đông bắt tới, đang khóc. Cản Long nghe vậy, đang cơn tức bực, giận dữ quá, cho nó vào, lệnh vừa truyền ra, đã thấy một bà lão tóc bạc phơ phơ bị đẩy từ bên ngoài vào. Nước mắt vòng quanh, bà lão vội vã quỳ xuống nói thần thiếp họ hà kiến giá hoàng hậu vừa nhìn thấy một bà lão già nua đèn nối lời ngay bà lão có phải là thân mẫu của chi châu nhan hy thâm đó không bà hà đáp thưa phải hoàng hậu lại hỏi thế con trai bà đi đâu bà hà đáp trước đây mấy hôm việc sông nước có chuyện hiểm nguy nên các thân sĩ địa phương có đề nghị mở kho cấp thời cứu đói con trai của thần thiếp nhan hy thâm vì phải chuẩn bị nghênh đón thánh giá đâu dám rời nhà ra đi nhưng rồi cả đám nạn dân lũ lụt, đen như quả, quỳ chật trước phủ đồng, van xin cứu nạn. Thần thiếp thấy nạn dân thật tình là ngắc ngoài thảm thương, nên bảo con trai phát thóc cứu đói, nhưng con trai của thần hiếp hy thâm chưa có giấy xuất của trên tỉnh gửi xuống, đâu có dám liều. Thần thiếp nhận thấy hoàng hậu nhân từ, hoàng thượng ân lớn, nên đã liều lĩnh một lần mở cho cứu đói, cho con trai thần thiếp là hy thâm, đi xuống nông thôn phát trần, đi nhanh, về nhanh nào ngờ đi đến tận hôm nay vẫn chưa về, vì thế mà làm lỡ hết cả tại lễ cung phụng, nghênh giá. Thần thiếp biết thế là đáng tội chết đến vạn lần, nên chỉ còn biết cúi đầu xin minh xét. Nói xong, bà sụp lậy, hoàng hậu thấy bà lão tuổi già nua, nhưng ăn nói thông thuận, mạch lạc, đâu ra đấy, ứng đối có tình có lý, bất giác sắc mặt tươi lên nói. Người quả thật có tấm lòng phúc hậu, người xưa đã từng nói, nước không dân sao có vua. Đến hôm nay, về mặt nghi lễ, quả có điều sai sót, xong cũng nên miễn xá. Nói tới đây hoàng hậu liền quay lại nói với Cản Long, xá cho hắn thôi, hỏa thân nghe nói vậy, liền tranh nói trước, không để Cản Long cất lời. Hoàng hậu nhân từ, cổ kim hiếm thấy, Cản Long thấy hoàng hậu xử sự, sự hợp tình, cũng nói, xá cho hắn vô tội, hoàng hậu liền bảo bà Hà đứng dậy, bà Hà tạ ơn, rồi thới đứng lên, chỉ còn có tuần phủ sơn đông vẫn quỳ mọp tại đó, và không dám động đậy gì. Hoàng hậu thấy bộ dạng ông ta giống như một con khuyền, nên ra lệnh cho ông ta lui ra. Vị tuần phủ này đã nghe nhũng lời như thế, cũng như được hưởng ân huệ đại xá, nên khấu đầu cúi lại mấy cái liền mới lui ra. Lúc đó, thái giám lại bảo, chi châu châu tế ninh kiến giá. Hoàng hậu hỏi, có phải là nhan hy thâm tới đó không? Rồi truyền chỉ cho vào, nhan hy thâm chui vào khoang thuyền liền quỳ ngay xuống, lê bằng đầu gối về phía trước, hốt hoảng đến cả một câu kẻ tiểu thần đáng tội chết cũng run rẩy không nói lên lời hoàng hậu thấy vẻ quá hoảng sợ của nhan hy thâm liền bật cười nói nhan hy thâm người không nên quá hoang mang như thế hoàng thượng đã xá tội cho ngươi rồi thực ra cuộc tuần lâm tới đây cũng không cần phải tới sớm như vậy nhưng chẳng ai ngờ lại gặp gió thuận buồm xuôi cho nên đã đến đây sớm hai ngày cứ tưởng nhà ngươi có thể kịp làm mọi việc nào ngờ lại gây tội cho ngươi Nhàn hy thâm nghe nói vậy tưởng chừng như được nghe những lời đại xá, mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, rồi từ tốn tâu trình kẻ tiểu thần đi phát trần chống đói, và cứ tưởng rằng công việc sẽ nhanh chóng làm xong, nào ngờ dân đói quá nhiều, nên để lỡ mất thời gian. Vua Cản Long nghe vậy, bèn nói giao cho một tên tư lại nào đó đi phát, là xong. Nhàn hy thâm đã bẩm tấu đức vạn tuế, kẻ tiểu thần này vốn biết những viên tư lại quen làm việc chân tay, mà việc phát trần lại là một việc lành việc thiện chỉ sợ họ làm hỏng việc nên không thể không đích thân đi đốc thúc hôm nay trở về dinh nghe tin đức vạn tuế đã đi tuần tới đây mà không có mặt để công minh hầu giá và không thiết lập án mừng trên ngựa đạo thật là đắc tội đáng chết muôn lần nói xong lại gục xuống lại, vua cản long cũng thấy thương tình ông vì có tấm lòng ưu ái trách nhiệm với dân nên nói thôi đứng dậy đi nhàn hy thâm nói được ban ân đại xá tiểu nhân thật xúc động đến rơi nước mắt. Nói xong, lại lại, hoàng hậu nói, đứng dậy thôi, mẫu thân nhà ngươi cũng đang ở đây, nhàn hy thâm lại tạ ơn thêm lần nữa, mới từ từ đứng dậy. Khi đó mới trông thấy mẹ mình đang đứng bên cạnh, hoàng hậu cho phép bà Hà ngồi, hỏi han bà Hà năm nay bao nhiêu tuổi, tình hình con cây ra sao, bà Hà đều nhất nhất tâu trình. Hoàng hậu nói, thôi người về nhà đi thôi, nên nhớ là phải luôn luôn dạy dỗ con cái yêu nước yêu dân mới khỏi hổ danh hiền mẫu. Bà Hà nói tuân chỉ, đến đây hoàng hậu mới gọi cung nữ đỡ bà Hà, đưa bà xuống khỏi thuyền, rồi cũng cho nhan hy thâm cùng trở về với mẹ. Về sau, nhan hy thâm được thăng tiến dần dần, làm lên đến tuần phủ Hà Nam. Nay thôi không nói đến ông ấy nữa, vào tháng 2, vua Càn Long ra khỏi Thái An, Sơn Đông vào địa giới tỉnh Giang Tô, vượt Hoàng Hà, vào tới trực lệ am. Tại đấy, Càn Long đi tuần duyệt việc đắp đập cao ra ở Hồ Hồng Trạch, thưởng bạc nén rồi mới đi. Qua phủ Hoài An, tới Bình Sơn Đường, chùa Cao Mân ở Dương Châu, vượt sông tới chùa Kim Sơn, rồi lại qua phủ Trấn Giang, qua Tô Châu, đến Hàng Châu, vào tháng 3, mới tới Giang Ninh. Vào đầu tháng 2, Càn Long xuống thượng dụ nói, chấm đi thăm hỏi phong tục, quan sát phong quang tuần du giang, chiết, thanh sạch mà đến, ân đức rồi rào càng nhớ tới tam mô, lưỡng triết nơi nhân tài tụ hội, hoàng tổ thánh tổ nhân hoàng thượng đã từng tuần thú nhiều lần, lễ nghĩa thấm nhuần rộng khắp. Luật lệ ít lời, xe loan đã tới, biết phải biết trái, ban ơn mưa móc, như thế cũng có nghĩa là, Cản Long đã lấy thêm người trong các cuộc thi cử của ba tỉnh, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, lấy thêm 5 người ở các bậc đại học thuộc các phù và châu, huyện, lấy thêm 4 người ở các bậc trung học, và ba người ở các bậc tiểu học. Những nơi Càn Long tuần du tới, dân địa phương phải tiếp đón Linh Đình, cực kỳ xa xỉ. Tất cả các nơi cung đến tổng cộng lại đâu chỉ là khoản bạc lớn hai, 30 vạn làng. Ngày con số này cũng đã gấp tới 10 lần khi Khang Hy đi tuần thú phương Nam. Hoàng hậu khen thưởng vung vãi, cùng với sự cung phụng hào hoa của các địa phương, cũng hào phí một khoản cực lớn. Những khoản tiền, chính thức chi dùng trong cung, cùng với các khoản tiền cắt xén, giảm chi khác, còn xa mới bù đắp nổi, vậy phải làm sao đây? Hòa thân bắt đầu động não, hòa thân nghĩ ngay đến những hiệu buôn muối lớn quần tụ ở vùng lưỡng hoài, nên tất nhất vẫn là quyên góp của các hiệu muối này, lấy tiền cung ứng cho Cản Long ăn chơi. Nhưng như vậy thì các chủ hiệu muối thu được nhũng lợi ích gì? Hòa thân nghĩ, nói với Cản Long cứ thưởng thêm 10 cân cho một dẫn, một, thì tất các chủ hiệu muối phải vừa lòng, một, một dẫn là 200 cân Trung Quốc, và bằng 100 kg. En đi, hòa thân liền đi, bẩm báo, với Cản Long, làm gì có chuyện Cản Long phản đối, đồng thời viết ngay và cho ban bố dụ chỉ thương nhân vùng lưỡng hoài, quyên góp kịp thời, số lượng khả quan. Các quan địa phương được phép lấy từ đây ra phục vụ cho công vụ. Này thưởng cho đất muối lưỡng hoài, ngoài mức thuế đã định cho muối ăn, thì mỗi dẫn được tính thêm 10 cân, không nằm trong số muối tính thuế được hưởng vĩnh viễn ân huệ này, những người buôn bán muối vùng lưỡng hoài thấy Cản Long thường thêm muối cho từng dẫn như thế, nên càng ra sức, tới tấp quyên góp, để cung cấp cho Cản Long ăn chơi. Các quan coi muối cũng mạnh mẽ quyên góp, giàu lên trông thấy, và cũng càng mạnh tay cung ứng cho các cuộc ăn chơi xa xỉ. Tham ô, hối lộ cũng từ đó mà càng thêm giáo giết trắng trợn. Đích xác là thiên tử tuần du buôn dân quan, màu màu xa xỉ, đủ mà hang, gác tía đào mai, la liệt mọc lồng lộng, huy hoàng xuống Giang Nam. Lại nói trong tháng 3, cả đoàn tuần du của Cản Long sắp đến Giang Ninh, do chính là Nam Kinh ngày nay. Khi ấy Hoàng đế và Hoàng hậu chia làm hai đường, Hoàng hậu thích phong cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu, nên lưu lại ở đó một số ngày. Hoàng đế bèn quẳng Hoàng hậu lại ở Hàng Châu cho Lưu Dung và Cửu Vương Vĩnh Nghi, còn mình cùng hòa thân đi trước tới Giang Ninh trên đường đi vua càn long nói với hòa thân hòa ái khanh ơi giang ninh vốn là một nơi phong ảnh hữu tình thế mà lần trước cũng chỉ ở lại được ít ngày hòa thân đã hiểu được lòng giả của càn long muốn nên nói lần này hoàng thượng có thể ở lại lâu hơn và thần xin lo toan hết sức chu đáo cẩn thận càn long bèn nói nghe nói ở vùng tần hoài này có loại thuyền hoa đăng thật tuyệt mỹ vậy mà chẳng biết nó ra làm sao hòa thân nói xin đức vạn tuế cứ yên tâm nói xong càn long đưa hòa thân cùng cả đoàn tuần du vào thẳng thành giang ninh tổng đốc thành giang ninh sớm đã cùng các quan văn võ tề tựu đông đủ cùng nganh giá chẳng cần nói kỹ làm gì nay nói về việc hòa thân ngay tối hôm đó cho gọi tổng đốc giang ninh lại và ra mật lệnh hoàng thượng đã được nghe từ lâu về thuyền hoa đăng ở tần hoài này vì nó đã nổi tiếng khắp chín châu mười quận đại nhân cần phải hết sức cẩn thận chu đáo đấy tổng đốc hiểu ý và bàn bạc mọi việc ngay rồi sau đó ngay tức khắc cho người đi tìm kiếm một thuyền hoa vốn nổi tiếng là sang trọng hào hoa nhất ở thành giang hộ tới đồng thời cũng ngay trong đêm lại đích thân lựa chọn những con gái đẹp trong tất cả các quán rượu nhà hàng rồi lại chọn thêm những ca kỹ vừa có sắc văn có tài đàn hát tập trung tất cả lên chiếc hoa đăng ấy ông tổng đốc bận rộn suốt đêm cho mãi tới sáng hôm sau rồi tiếp theo lại cố gắng lấy lại tinh thần để hầu hạ hoàng đế chơi bời cho đến tận tối Càn Long mới cho viên tổng đốc trở về nghỉ ngơi, bởi vì khi đó, hỏa thân đã tìm hiểu rất đầy đủ mọi việc trên thuyền hoa, nên sau khi đã cho tổng đốc trở về, bèn mượn danh nghĩa là thăm hỏi phong tục quan sát phong quang, hỏa thân chỉ đem theo hai tên tiểu đồng tâm phúc, dẫn Càn Long mặc áo thường dân đi vi hành. Càn Long cũng đã sớm biết mọi chuyện, nên cũng không đem theo tùy tùng, chỉ ra lệnh cho một mình hỏa thân đi hộ tống. Đi đến bờ sông Tần Hoài, đã thấy ngay đèn nến sáng trưng, giống như nơi bồng lai tiên cảnh. Cản Long và Hòa Thân dừng chân bên bờ sông Tần Hoài, thấy người đi lại tấp nập, đông đúc, vô cùng náo nhiệt, tưng bừng. Trên phố dựng lên mấy chục cây đèn, bốn xung quanh chen chúc người mua bán. Nam nữ đi chơi hoa đăng, xanh liễu hồng hoa, ngựa xe như nước, tiếng người rộn rã. Đúng là trên sông Tần Hoài, rồng rỡn nước, đôi bờ đèn sáng, lơ lửng trăng, phướn rũ cờ bay, phấp phới, dập dờn, từng cặp, từng đôi khói hương cầu phước, ngư long vờn cát, người già hiến sách cổ, của gia truyền, sông hương, đeo dài, man, di dâm vật lạ, tự bốn phương, bờ sông, hồ hè trống thúc, xóm thôn, đình đám xanh sang, trò vui, bán hàng, chăm khéo, ngàn khôn, đèn lồng sách tay chen chúc đèn treo, dãy dọc, hàng ngang, bình trọ lưu ly, soi, tốt tươi hoa nụ, diễm lệ mỹ nhân. Bình phong vân mẫu, in, suối khe dốc rách, bát ngát ruộng đồng, ngó sang tây, nhìn về đông, một vùng cổ tích huy hoàng, nằm tròn trời phương bắc, hội hỏa, thi thư lẫy lừng, chiếm trọn khoảng trời nam, vương tôn, công tử tấp nập đua chen, lầu gác, làn can ngập ngừng nhịp bước, sát cánh kề vai, gái lịch trai thanh, trên đài cao, dáng tú, vẻ sinh, bánh trái nguyên tiêu chất cao hàng thước, cùng nhón cánh hoa mai. Trung cắm đôi nhành, tuy chẳng phải bồng lai cực lạc, cũng là năm hòa cốc phong đăng. Ngay khi đó, càn Long cùng hỏa thân say xưa nhìn ngắm đến mịt mở đôi mắt, bởi trước mặt quả thực là một thế giới hoa đua sắc thắm. Hỏa thân dẫn càn Long bước tới một chiếc thuyền hoa đăng. Chỉ nhìn chiếc thuyền hoa đăng này cũng đã thấy đủ vẽ hào hoa của nó. Trên thuyền có đủ mọi loại đèn lồng theo các tên hoa, và hai bên mạn thuyền đều là những cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Một lát sau, Càn Long và Hòa Thân đã rời bờ, bước lên thuyền trên thuyền là cả một dòng lượt là gấm hoa, là hoa nở đầu cành, là tiếng oanh thỏ thẻ. Những cô gái cầm ca, thấy khách tới, cả đám cùng chạy lại, cúi đầu vấn an. Cản Long và Hòa Thân cũng chẳng biết tên thật của những mỹ nhân đó là gì, họ toàn xưng tên giả. Cả đám mỹ nữ ấy, đêm qua đã bị tổng đốc tập trung vào một chỗ, họ toàn là nhũng ca kỹ nổi danh, hiểu nhiều biết rộng có vị khách nào mà chưa từng gặp ngỡ họ nhìn Càn Y Ông và Hòa Thân, thấy vẻ mặt và phong thái ung dung cũng chẳng phải loại người thường, nên càng đặc biệt ân cần, càng cố phô bày sự khéo léo, thành thạo trong nghề nghiệp để làm vừa lòng Càn Long và Hòa Thân. Càn Long vừa ngồi, các cô kỹ nữ đã bầu kín xung quanh, mắt rồng của Càn Long nhìn khắp bốn xung quanh, thấy cô này yểu điệu, cô kia yêu kiều, cô bên trái đậm đà, cô bên phải thanh tân ngay lập tức lòng rồng khoan khoái và ý xuân như tràn đầy lồng ngực. Cản Long lặng lẽ phẩm bình, lựa chọn, nhưng mỹ nhân quả thật là quá nhiều, bèn nãy ra một cách, nói, các nàng hãy nói qua về các loại đèn lồng trên thuyền này cho. Cản Long đang định nói nét chữ, chậm thì đã thấy hỏa thân cuống lên, liền ngừng lại, và nói chữa, đúng rồi, các nàng hãy nói về các loại đèn, cho khách được tỏ tường càn long biết mình đã bị lỡ lời nên nhìn hòa thân tủm tìm cười cười lúc đó khuôn miệng anh đào của các mỹ nhân bắt ầu mấp máp, và những tiếng oanh vàng bắt đầu cất lên khi đó lòng xuân của càn long và hòa thân đã trao đảo và chỉ còn nghe được rằng đèn gót sen đèn cao lâu một vùng châu ngọc đèn hoa sen đèn phù dung trải gấm vóc ngàn vòng đèn hương cầu tinh khiết trắng trong đèn tuyết hoa phất phơ phơ phất đèn tú tài khiêm nhường nhường bước mang khổng mạnh di phong, đèn nàng dâu, có tiết tháo của mạnh khương ngôn hạnh công dung, đèn ông sư có bóng trăng liễu đi cùng, đèn thông phán, có em gái nhỏ ngồi chung với thần trung húc, đèn thầy bà đánh đuổi tà ma, có biết phe phẩy quạt lông, đèn lưu hải cõng chú cóc vàng, nghịch ngợm nuốt trôi sao thất, đèn lạc đà, đèn sư tử, gầm gào, thù ngọc ngà châu bái bạc nén, vàng dòng, đèn voi, đèn khỉ, vào giữa liên thành sụp thẳng tới những phòng bí mật bên trong, thỏa thích chơi bời, chơi bời thỏa thích, ung dung. Tiếng oanh thỏ thẻ, đã mô tả xong tất cả các loại đèn. Vua Cản Long và Hòa Thân cùng hoan hô nhiệt liệt, và các nàng kỹ nữ cùng súng xít vui cười. Cản Long bèn nói với Hòa Thân, quả là sáp hương phương Bắc không thể nào bằng được son phấn phương Nam. Thấy thế nào, Hòa Thân gạt đầu công nhận, thưa vâng, tiệc rượu đã được bày ra. Cản Long ngồi quay mặt về hướng Nam, hòa thân ngồi quay mặt về hướng Bắc, nghi lễ vua tôi vẫn giữ được vẹn tròn. Còn hai phía đông Tây dành cho kỹ nữ ngồi theo hàng lối. Bữa tiệc thực phong phú, thịnh soạn, vua Cản Long, hòa thân cùng các nàng kỹ nữ chuốc chén, chéo kéo, và bắt đầu ngả ngớn, cợt nhà. Vua Cản Long thấy cũng đã đến lúc rồi, liền đưa mắt. Hòa thân ngoảnh ra ngoài nói cho chèo thuyền hoa ra giữa sông đi, tất cả đám mỹ nữ đều bảo thế mới là hay. Đến lúc này, hòa thân lại nói, các em, mỗi người hát một bài đi, vua cản long đế vào, hay đấy, nói xong, bèn chỉ ba cô kỹ nữ, đã lọt được vào mắt rồng ngay từ đầu. Ba cô gái mặt hoa da phấn cũng chẳng thẹn thùng gì, liền cầm ngay tỳ bà, đàn tranh và sáo, bắt đầu ca hát ngay trên chiếu rượu. Cản Long nhìn ba cô gái tuyệt thế giai nhân, nói cũng không hết được vẻ kiều diễm của vườn lê, lại tài nghệ song toàn, khiến đôi mắt rồng đờ đẫn hẳn ra. Cản Long cầm ngay lấy giấy bút, đợi ba cô gái ca kỹ hát xong, khen hay, rồi đưa tờ hoa tiên cho hòa thân. Đám kỹ nữ thấy vị quan khách này lại còn làm thơ, xô so lại đòi xem. Cô gái giật được tờ hoa tiên, nói để em đọc cho chị em cùng nghe, tất cả ào lên bảo phải. Cô gái kia bèn đọc xiêm y, nhuộm lụa, tóc đẹp, mây vờn, miệng anh đào, mặt hạnh, má hồng, lưng thon mềm liễu rủ, lòng lan thơm hương giọng ca thanh nhã nghe như oanh truyền cành êm làn điệu cổ truyền âm thanh trời phú tiếng hát như mây bay chùm quán sở cao thấp công thương ngọc nhả châu phun trầm bổng nhịp nhàng gió mưa vần vũ bài bản nồng nàn mới từng câu từng chữ réo rắt nhặt khoan đám kỵ nữ nghe xong bài từ của càn long nhất tề khen tuyệt vời có cô khen càn long là phong nhã có cô nhận ngay càn long là hồng nhan chi kỳ vua càn long lòng rồng khoan khoái lúc đó trăng sáng vẫn trèo cao đèn lửa trên bờ sông đã mờ nhạt bớt trong thuyền vẫn đầy những tiếng oanh thỏ thẻ họ cùng hát một khúc hát say đắm nồng nàn rồi lại cùng chung khúc hành vân và càn long sớm đã bị những cảnh sắc diễm huyền trước mắt làm cho đắm đuối phảng phất như thấy mình vào chốn tiên cung và rồi không giữ nổi việc vuốt tóc xoa má những cô kỹ nữa hòa thân cũng thấy như hồn tiêu phách lạc vào trong những trận mưa đầu mùa, quả thục rằng, con gái Tần Hoài đã đưa hỏa thân vào một vùng mộng mơ hoan lạc không đâu có. Lúc này Cản Long càng thêm đắm đuối, không chỉ còn là nữ say sắc mê men, mà đã vai ôm, má ấp, và đã cảm thấy như bước vào một giấc mộng lớn cùng với hướng ngát, ngọc mềm. Hỏa thân cũng không giữ nổi mình được nữa, và trong cái lòng phong nguyệt, cái trại yên hoa, đã hòa mình vào với làng son phấn khi đã thấy Cản Long và Hòa Thân không còn giữ nổi mình được nữa, một cô kỹ nữ có nghề, liền tắt hết đèn nến bên trong, rồi nói, em xin hát tặng hai vị quan khách một bài, nói xong, liền cất giọng trong trẻo hát, Cản Long và Hòa Thân vốn là nòi phong lưu, làm sao lại không hiểu được những điều như thế, và ngay lập tức bước vào cuộc chơi. Cô ca kỹ kia vẫn hát, cử chỉ ung dung, sông sáo tận nhà. Chiếm thế thượng phong ấp ôm như gió thế thoảng khắp dập dồn cho tổn thức trái tim hồng cố lưu ly, li, hồ phách đậm nồng, khe nhỏ, giọt rượu chân châu hồng, phơ phất màn là, rèm lượt đèn bạc nhấn chìm lời non nước, đừng làm phí mất trận xuân phong, hát xong, những cô kỵ nữ ngồi không, vỗ tay khen hay, rồi thắp đèn. Vua Cản Long và Hòa Thân vội vã kéo vuốt lại áo quần. Thực ra đây chỉ là một mánh khóe của các cô kỵ nữ, hát một hồi, tối một lúc, thắp đèn lên, lại cười đùa trong vẹo, mà mục đích chỉ là kéo dài thời gian dự khách nhung cản long cũng như hòa thân đâu có tính đến chuyện về cho mãi tới tận nửa đêm cản long và hòa thân mới chọn cho mình mỗi người một cô kỹ nữ rồi đưa về khoang thuyền của mình ngủ khi tỉnh giấc mặt trời đã lên khá cao cuộc tuần du của cản long và hòa thân thực ra chỉ là một cuộc du chơi hành lạc trong mắt trong lòng chỉ có một chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp trang hoàng xa xỉ du ngoạn giữa lòng sông Cản long và hòa thân cố kết ăn chơi đâu chỉ một ngày nên đã lưu lại dưới thuyền thêm một ngày nữa đến tối lại vui chơi hưởng lạc mãi đến sáng sớm ngày hôm sau vua càn long và hòa thân vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời chân nên vẫn còn ở lại trên thuyền uống rượu tìm vui hòa ăn chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ảo ý ới liền ra chỗ cuối khoang thuyền nhìn ra đã thấy từ xa có một chiếc thuyền đang bơi đến gần trên thuyền có một số người đang cãi cọ ồn à với những người chân xào hỏa thân nhô hàn đầu ra ngoài rồi hướng về phía những người chở thuyền khua khua tay người ở thuyền bên kia vừa trông thấy hỏa thân đã định lên tiếng gọi hỏa thân sợ họ gọi lung tung nên nói biết rồi cứ về đi rồi về ngay đây những người ở thuyền bên kia vốn chẳng phải ai xa lạ mà chính là mấy tên thái giám cùng hai người thị vệ phụng mệnh của hoàng hậu về sông tần hoài tìm hoàng đế Hỏa thân sớm đã đoán ra chuyện này, nhưng không thể ăn nói tùy tiện ở giữa lòng sông, cho nên chỉ ập ừ trả lời cho xong chuyện. Những người ở thuyền bên kia cũng không thể cứ réo gọi bừa bãi để tìm vua trên sông Tần Hoài này được như vậy sẽ chẳng thành một câu chuyện cười quá lố bịch hay sao? Nên họ chỉ đành ra về, hỏa thân vào trong khoang thuyền, nói nhỏ vào tai Cản Long. Lúc này Cản Long mới bảo các chân xào ghé dần thuyền vào bờ, rồi lên bờ về thẳng nhưng lòng vẫn còn để lại nơi chiếc thuyền hoa đăng lớn, cùng với các nàng kỹ nữ. Thì ra khi Hoàng hậu và Càn Long du ngoạn trên Tây Hồ ở Hàng Châu đã vô cùng tương đắc. Nên lúc Càn Long đã đi rồi, bà chẳng còn thấy có một chút hứng thú nào nữa. Bà vốn đã bảo ở tại đây thêm răm ba ngày, nhung không ngờ, hôm đầu tiên, khi Càn Long mới ra đi, ngay ngày hôm sau, bà cũng lại lên đường, thẳng về hướng Giang Ninh. Vài hôm sau, thuyền đã tới Giang Ninh và đã nghe những người trong dinh và tổng đốc nói rằng hoàng đế mới tới đây ngày hôm qua nên bà vô cùng vui vẻ phấn chấn nhưng khi vào đến ly cung lại chẳng thấy hoàng đế đâu trong lòng bỗng trở nên khó chịu vô cùng và ngay lập tức sai thái giám và thị vệ tỏa đi tìm kiếm khắp nơi tổng đốc nghe vậy cũng cuống lên bởi nếu để xảy ra chuyện gì chắc chắn là hoàng đế sẽ không tha tội vì thế đã hăng hái xin đích thân đi tìm với lý do rằng thành giang ninh phức tạp đường xá lại gập ghềnh không được phẳng phiu như thành bắc kinh tổng đốc nói xong bèn đem ngay thái giám thị vệ tới bờ sông chỉ ra một chiến thuyền hoa đăng thái giám và thị vệ cũng hiểu ý ngay bèn lấy thuyền bơi ra giữa sông hoàng hậu thấy vua càn long đã trở về cũng chẳng nói năng gì mà chỉ đạo thái giám thị vệ chuẩn bị kiệu rước giá trở về hàng châu ngay vua càn long vừa có chuyến ăn chơi thoải mái trên sông tần hoài xong không ngờ rằng vừa đặt chân về tới chốn ly cung gò bó này đã gặp ngay chuyện vụn vặt, cho nên đã nổi cáo ngay lên. Nói một cách lạnh lùng, ngày mai chấm hồi kinh, hoàng hậu nghe nói vậy, sững cả mười, nghĩ bụng, tôi đi Hàng Châu, còn ông hồi kinh, như thế rõ ràng là hát ngược nhau rồi. Ông tuy là hoàng đế, nhưng ông lại đi đắm chìm vào con sông Tần Hoài này mất rồi. Trong cung, ba nghìn cung nữ, có bao giờ ông đoái hoài tới đâu? vậy mà khi gặp bọn ca kỹ trong làng son phấn này là ông đã say mê lặn ngập vào đấy trong lòng càng nghĩ càng tức nên ngay tại đó hoàng hậu đã to tiếng đấu khẩu với hoàng đế cản long vừa được chơi bời thích thú mà trong lòng xưa nay vốn chẳng yêu thích lắm vì hoàng hậu này nên nghĩ đưa con cái con mẹ mặt vàng này đi giang nam đâm ra suối quầy nên cũng đã nói toạt ra ta và hỏa ái khanh đi trên sông tần hoài thì có gì mà ngươi phải tức tối bà hoàng hậu nghe càn long nói toạc ra một cách không giấu giếm như thế với mình lại càng bực hơn hoàng hậu vốn là một người có tính tình mạnh mẽ tức bực không nhịn được nên ngay lập tức cầm lấy chiếc kéo cắt phăng hết mớ tóc mây của mình đi với người mãn việc cắt tóc là điều tối kỵ cắt tóc đi tức là một hành động có tính chất đoạn tình đoạn nghĩa càn long thấy vậy lại càng tự giận hơn bèn quá tả hữu đâu đưa hoàng hậu về kinh sư ngay lập tức không được chậm trễ nói xong, đẩy cửa đi ra, vua Cản Long vì chuyện va vấp với hoàng hậu, nên cũng chẳng còn lòng dạ nào mà lưu lại nơi đây, nên chỉ ở lại thêm vài ngày rồi cũng khởi giá hồi loan, dần dần đi về kinh sư. Lại nói tới việc hoàng hậu cùng thái giám trở về kinh đô trước, ngày đêm khóc lóc thở than, lâu ngày, u uất thành bệnh. Con trai của hoàng hậu, hoàng tử thứ 15, tên là a ca mung diễm, ngày đêm ân cần, ấm lạnh chăm nom hoàng hậu chỉ còn biết cầm tay hoàng tử khóc thương. Hoàng tử bèn hỏi han mọi chuyện thật tỉ mỉ, nghĩ bụng, khi hoàng hậu cùng phụ hoàng ra đi, vui vẻ phân chấn như thế. Thế rồi không biết tại sao đến nỗi cắt sạch mái tóc cực đẹp đi, và dẫn tới bước tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Hoàng hậu bắt hoàng tử 15 là A ca thề độc, mới đem chuyện hỏa thân lôi kéo vua Càn Long xuống thuyền hoa, ở lại một mạch hai đêm liền trên sông Tần Hoài nói ra. A ca ngung diễm nghe xong, thì nộ khí sông thiên trận lôi đình đùng đùng nổi dậy hoàng tử biết từ lâu rằng hòa thân chuyên quyền lũng đoạn triều đình chỉ có điều rằng phụ thân vẫn đang tại vị còn mình chưa có quyền hành gì nên cũng đành để mặc hòa thân song lần này hoàng tử a ca hận thù đã đem hòa thân khắc vào xương vào cốt mình và lại hiện giờ hoàng hậu đang bệnh tình trầm trọng nên chỉ đành khuyến hoàng hậu an tâm tĩnh dưỡng sau việc này khoảng một năm hoàng hậu thực tế là đã cạn khô cả máu lẫn nước mắt, bệnh tình càng ngày càng nguy kịch, hoàng tử A Ca luôn luôn quỳ bên đầu giường, hết lòng chăm sóc, báo hiếu cho mẹ và lập tức sai người đi báo mọi chuyện với Càn Long. Không ngờ vua Càn Long lại đang chuẩn bị đi săn mùa thu ở rừng Mộc Lan, sau khi nghe tin đó, chỉ ra lệnh cho A Ca ngung diễm ở nhà chăm sóc, cho thêm hai thái y tới thuốc thang, rồi cùng với tổng thần hòa thân đi nhiệt hà ngay. Hoàng hậu nghe được tin đó, trong khi khí huyết đã chẳng còn gì, lại thêm giận dữ, hen xuyến kéo lên. Hoàng tử a ca khóc cũng không thành tiếng nữa, hoàng hậu chia tay, nắm lấy con trai, chỉ nói được mỗi một tiếng con, rồi nhắm mắt xuôi tay, hoàng tử a ca ngung diễm khóc lóc đến chết đi sống lại. Tin hoàng hậu ốm bệnh chết, được các đại thần lưu lại kinh thành, cho đưa tin hỏa tốc 800 dặm đường đến thành nhiệt hà để minh tống. Càn Long hạ chiếu viết rằng, căn cứ vào bản tấu trình của Vương Đại Thần làm việc tại Kinh, được biết, Hoàng hậu đã mất vào giờ mùi, ngày 4 tháng này. Kể từ khi được sắc phong đến nay chưa có việc gì thất đức. Mùa xuân năm ngoái, chấm cho cùng đi tuần hành giang, chết, chính vào lúc vui vầy, hoan hợp như vậy, thì tinh khí Hoàng hậu bỗng thay đổi thất thường Khi ở Hàng Châu đã có những hành vi ngang trái, ngỗ ngược như điên nên chấm đã ra lệnh đưa về Kinh trước, để điều dưỡng trong cung nay đã hơn một năm, bệnh tình ngày càng trầm trọng, rồi qua đời. Số phận hoàng hậu phúc mỏng, không được thừa hưởng ân huệ của thánh mẫu cùng ân nghĩa lâu dài của chấm. Cứ xét về mặt phạm thương mà nói, đáng phải phế chốt ngay, đó cũng là cái lý đương nhiên. Song chấm vẫn cho giữ nguyên danh hiệu để tỏ lòng đặc biệt khoan dung, nhưng trong tang lễ không cần thiết phải làm theo đúng điển lễ hiến hiền hoàng hậu, tất cả mọi việc sẽ làm theo điển lễ của hoàng quý phi giao việc này cho đại thần nội phu chu tắt thông chi tuyên dụ cho trong ngoài đều biết hoàng tử a ca nhận được thượng dụ thật sự là khóc không nổi nữa hơn nữa còn một việc khiến hoàng tử càng thêm phẫn nộ là trong thượng dụ lại còn nhắc tới mấy chữ tính khí thay đổi thất thường hành vi ngang trái ngỗ ngược như điên đáng phải phế chuất ngay đó là cái lý đương nhiên tuy vua cản long đã không phế chuất danh hiệu hoàng hậu của bà nhưng mọi việc điền lễ chỉ được phép làm theo điển lễ của hoàng quý phi. Đường đường là một đấng hoàng hậu của nước Thanh, điển lễ sau khi chết lại chỉ theo điển lễ của quý phi, điều đó đối với hoàng tử A ca mà nói là một sự đả kích không sao chịu đựng nổi. Sau chuyến đi săn, vua Càn Long từ Nhiệt Hà về kinh thì Cửu Vương Vĩnh Nghi, Lưu Dung và nhiều vị đại thần khác, Liều lĩnh toát mồ hôi mà nói lên sự bất bình, cũng như muốn giành lại danh nghĩa mẫu nghi cho hoàng hậu nhưng tất cả những sơ tâu đó đều bị Càn Long bỏ xó, không trả lời. Hoàng tử A Ca cực kỳ bất mãn với cách thức nghi lễ của vua Càn Long đối với mẹ mình sau khi bà chết, thêm vào đó còn có cả lòng uất hận, nên tâm tư buồn nản, ngày ngày giàu dĩ chẳng vui. Chỉ trong vòng nửa năm sau, có người trong cung đã nói ra rằng, người khởi thảo ra bộ thượng dụ đó, chính là hòa thân. Khi hoàng tử 15, A Ca ngưng diễm nghe được tin đó, đã thực sự nghiến răng đến động trời động đất chửi thầm thằng hòa thân kia mày đã đưa phụ hoàng đi chơi gái qua đêm trên sông tần hoài ta vẫn còn chưa tính sổ với mày vậy mà mày lại thêm một lần nữa tác oai tác quái bày đặt ra những âm mưu bỉ ổi trong tang lễ của mẫu thân ta thử hỏi điều đó có gì hay cho mày chứ cũng ngay lúc đó hoàng tử đã quyết định ta lên ngôi ngày nào thì ngay ngày đó ta sẽ cho chém đầu tên gian tặc là mày Hồi thứ 24, lại nói về việc, vào năm Càn Long thứ 56, vua Càn Long đại thọ bát tuần. Bộ lễ sớm đã bản định về nghi lễ này và sẽ tổ chức một lễ lớn đặc biệt long trọng và cao sang, cao sang long trọng hơn cả lễ đại thọ của vua Khang Hy. Vào ngày lễ đại thọ đó, các nước vùng biên thủy xa xôi đều có sứ giả đến cống hiến, lạt ma của Tây Tạng, các liên minh ở Mông Cổ, các bộ lạc ở Tây Vục, đều sai sứ dâng biểu chúc mùng vua Cản Long ngự trên điện Thái Hòa nhận lễ mừng. Vua Cản Long tuy đã bắt tuần, nhưng vẫn còn rất quắc thước, ngồi trên kim loan ngọc điện nhìn trong ngoài sụp lậy, nghe vạn tiếng tung hô. Lễ xong, các lễ quan lại dắt dẫn các hoàng tử, hoàng tôn, hoàng tằng tôn, hoàng huyền tôn lần lượt vào hát múa chúc mừng đúng với lễ nghi. Trong và ngoài cung đình, mở đại yến ba ngày, Cản Long lại có đặc chỉ miễn tiền thuế thóc thuế, để cho cả nước vui chung lại nói về việc tổng đốc lưỡng quảng, Chu Khuê chỉ yêu quý mỗi một mình hoàng tử thứ 15 ngung diễm, trong số tất cả các hoàng tử của nhà vua, bởi ông cho rằng hoàng tử ngung diễm là người có tư chất thông minh, đồng thời lại có cả một trái tim nhân từ, nên thường vẫn có thư từ đi lại. Chu Khuê là một người làm thơ hay, bạn đồng liêu vẫn thường hay sao chép thơ ông để giữ làm kỷ niệm. Vua Cản Long cho rằng Chu Khuê là một người quả quyết trong công việc, chữa nghĩa kiến thức cũng khá nên cũng muốn cất nhắc ông, điều về kinh nghiệm trước đại học sĩ giúp việc cho mình. Nhưng giữa hỏa thân và Chu Khuê vốn có hiểm khích với nhau, nên khi nghe tin Cản Long định đề bạt Chu Khuê, thì hỏa thân rất lo lắng, nghĩ nếu như con người này mà về chiều, chắc chắn sẽ làm hỏng hết đại sự của ta, và trở thành hòn đá buộc chân. Khi quay về phủ, lòng âu sầu buồn bã, Chu Y Viên thấy vậy, nên hỏi hỏa thân có sự gì. Hòa thân đem chuyện đó nói lại tất cả. Chu Y Viên nghe xong cũng chẳng nói năng gì, và bỏ đi. Chẳng mấy lúc sau, đã quay trở lại, trong tay cầm một nắm thư từ. Hòa thân hỏi, cái gì đó, Chu Y Viên bền đáp, đây là chứng cứ để diệt Chu Khuê. Hòa thân vội vã cầm lấy xem, tất cả đều là nhũng bài thơ, đã được sao chép ngay ngắn, sạch sẽ. Bèn hỏi, thi văn vô tội, sao diệt được nên, nói xong, liền trả lại cho Chu Y Viên. Chu Y Viên cầm lấy, rồi rút từ trong đó ra một tờ, nói, bẩm quan lớn, cái này khác hẳn với sự sướng họa thông thường. Đây là Chu Khuê viết riêng cho Hoàng tử 15 AK. Và chính đây là chứng cứ đã mồi trải nịnh nọt Hoàng tử 15 AK như thế nào. Hỏa thân vội vàng cầm lấy, đọc trong lòng chợt cả mừng. Ngày hôm sau, khi tìm được cơ hội liền đem bài thơ trình báo với Cản Long. Cản Long giận dữ, phán ngay, thế này mà là sướng họa ư rõ ràng chỉ là kiếm chắc ân huệ mà thôi. Cản Long xưa nay vốn sợ nhất là sự câu kết giữa các đại thần ở biên cương viễn xứ với các hoàng tử trong triều. huống hồ đây lại chính là loại thơ ca mang đậm nét sự nịnh nọt, xin sỏ, nên lập tức hạ chỉ miễn chức tổng đốc của Chu Khuê với một lý do khác, và giáng chức xuống làm tuần phủ an huy. Ít ngày sau, A Ca ngung Diễn cũng đã biết chuyện Chu Khuê bị giáng chức, đã có người báo cho A Ca ngung Diễm tất cả những bí mật nằm trong vụ này khiến hoàng tử giận dữ đến nghiến răng, nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu, chẳng biết xoay trở ra sao. Cuối năm thứ 59 đời Càn Long, sau buổi trầu sớm, Càn Long đặc biệt ban ân cho tất cả các đại thần, có một cuộc gặp gỡ với Càn Long trong thư việc phía Nam, các đại thần đều băn khoăn không biết có sự việc gì. Thư viện phía Nam là nơi vua Càn Long thường đọc sách và viết lách, đồng thời cũng là nơi vua cùng các quan văn học đại học sĩ đàm đạo, bình luận thi hòa việc các quan chờ trì ở đây, là một việc có ý nghĩa sâu sắc. Điều đó cũng có nghĩa là có một hoạt động gì đó phi chính thức, nhưng tập hợp tất cả các đại thần về đây, quả là một việc hiếm thấy. Trong khi chờ đợi, các đại thần bắt đầu dự đoán nhà vua gọi cánh mình tập trung ở thư phòng này không biết có việc gì thế nhỉ. Hay là ban yến, một người khác lại đoán thư viện phía nam này toàn là nhũng phòng nhỏ, làm sao mà ban yến được chẳng lẽ mỗi người bưng một bát rồi tùy ý đứng đâu ăn thì đứng. Có một vị quan võ nói, chắc là ngài muốn cùng sướng họa với các đại thần, một vị quan văn nheo mắt liếc nhìn vị quan võ kia, rồi nói một cách trầm biếm, loại thơ này làm sao mà ngâm cho đẳng, nó làm gì có đất dụng võ. Vị võ quan vênh cái bộ mặt đỏ của mình lên nói, ai mà thẳng biết, xong cứ thấy gì ngâm nấy, nghĩ gì thì cứ đặt ra như thế chứ còn làm sao nữa. Vị quan văn kia liền trêu chọc thêm, thưa quan lớn, vậy thì xin quan lớn ngâm cho nghe một bài thơ xem sao vị quan võ đáp ngay hôm qua tôi có viết cho con a hoàn một bài đấy tất cả mọi người khuyến khích ông ta thế thì đọc đi đọc đi vị võ quan liền cất giọng ngâm một tấm khăn thơm treo trước ngực mềm ngay lập tức tiếng cười bung ra chỉ suýt nữa là cả cái mái nhà của thư viện phía nam bị sụp xuống các đại thần ồn ào huyên náo một lúc đã thấy một chiếc kiệu khênh bằng vai vô cản long tới lúc đó mới bắt đầu yên tĩnh lại, rồi nối đuôi nhau đi vào trong thư viện, người nọ trên người kia, đứng chật ních ở trong đó. Vua Cản Long ngồi ở giữa, đưa mắt nhìn khắp các quan đại thần một lượt, rồi nói bằng giọng rất xúc động các vị ái khanh, này chấm đã bắt tuần có dư năm năm lẻ. Chấm tính rằng, sang năm, sẽ nhường ngôi cho Hoàng tư thứ 15 ca. Các vị ái khanh, có điều gì cần bàn không? Lời vua Cản Long vừa dứt, cả gian phòng lớn bỗng như chết lặng hẳn đi, không ai đám ho he một tiếng nào. Việc nhường ngôi, là việc to lớn, này ăn nói lung tung, có khác gì tự đi vác đá đập vào đầu mình. Cản Long thấy tất cả các vị đại thần chẳng ai nói năng gì, bèn hỏi, Lưu Ái Khanh, ngươi có nói gì không? Lưu Dung suy nghĩ một lát, rồi lại cân nhắc thêm một lúc nữa, mới rảnh rẽ nói từng chữ một. Thánh Thượng Khang Hy với việc truyền ngôi cũng đã làm dần dần. Cản Long nghe xong, thấy rõ Lưu Dung là một tay khôn vặn, nói mà chẳng nói gì. Nhưng lúc đó Cản Long lại nghe thấy tiếng khóc thốt thít ở trong phòng. Cản Long quay đầu ngó nhìn, chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Hòa thân một con người quyền khuynh thiên hạ. Cản Long chợt thấy ấm lòng, hỏi Hòa ái khanh, làm sao mà khóc, đến lúc này Hòa thân mới ngẩng đầu lên. Mắt đã nhìn ngay thấy Đức Vạn Tuế đã bắt thần lẻ năm tóc trắng như xương, nên lại càng thêm núc nở, thổn thức nói khởi bẩm đức vạn tuế nói tới đó hòa thân mới lấy lại được tinh thần ngó lên nhìn đúc vạn tuế nói đại lễ nhường ngôi ngày xưa trong lịch sử cũng đã từng có nhưng thực ra cũng chẳng có bao nhiêu vinh dự duy chỉ có nghiêu truyền cho tuấn thuần truyền cho ngu mới được coi như một thịt điển thấm nguồn rộng khắp nhưng khi vua nghiêu truyền ngôi cũng đã có 73 năm làm hoàng đế vua tuấn đã từng làm người tầm thường trong ba chục năm 30 năm tại vị, nhưng lại phải qua hơn 30 năm nữa, mới chính thức giữ ngôi. Tuổi tác của vua Nhiêu vua Tuấn thời đó, cũng đã tới trên dưới 100 năm. Mà nay, tinh thần của Thánh Thượng vẫn dồi dào, sau này chắc hẳn còn thọ hơn vua Nhiêu vua thuấn Nếu như cứ ở ngôi một vài chục năm nữa, rồi mới chuyển ngôi cho Thái Tử cũng hẳn là chưa muộn. Hòa Thân lại nói, huống hồ, trong bốn biển của trời đất, ai ai cũng coi Thánh Thượng như phụ mẫu nếu Đức Vạn Tuế ở ngôi thêm một ngày, trăm họ sẽ được hưởng thêm một ngày thái bình, và xã tắc càng thêm an thái. Tất cả các quan văn võ trong triều đều được thấm nguồn ân đức của Hoàng thượng, nếu Thánh thượng ở ngôi thêm một ngày, văn võ bá quan cũng lại được thấm nguồn ân đức thêm một ngày. Những kẻ nô tài này được gần kề ơn mưa móc nên càng mong được Hoàng thượng mãi mãi chở che, đến như loài khuyển mã còn có lòng tuyến chủ lẽ nào mà kẻ nô tài này lại chẳng bằng loại khuyển mã kia sao? nói xong lại rơi nước mắt, cúi lại, cản long nghe những lời bàn luận của hòa thân, thật đúng là thấu đáo vẹn toàn. trước đây vua cản long muốn làm một việc gì hòa thân thường gàn quải, một vậy mà nay lại ngược lại thành tâm ngăn cản. một có lẽ thiếu mất chứ không? không gàn quải mới đúng các việc hòa thân đã làm để phò cản long. n d vua cản long nghĩ. Hòa thân thực là một bề tôi trung thành, nhưng lại cố kiết nói, hòa ái khanh, người mới chỉ biết có một, mà chưa biết đến hai. Khi chấm lên ngôi là 25 tuổi, khi ấy chấm đã thể với trời đất rằng, nếu được tại vị tròn 60 năm, chấm sẽ chuyển ngôi cho con thừa kế. Thực là không muốn vượt quá con số 60 năm của hoàng tổ, như thế cũng là đã được thừa hưởng cái ơn của trời đất phù hộ độ trì, sang năm đã là năm giáp tý đầu giáp ý nguyện của trẫm như thế cũng đã là đầy đủ lắm rồi, làm sao mà còn dám dấn thân vào những năm tháng của con giáp mới này. Hoàng tử vĩnh liễn, chẳng may mất sớm, nay duy còn có hoàng tử thứ 15 ngung diễm, thực là một người thiên tư thông tuệ, xứng đáng với chấm. Trẫm cũng tôn trọng gia pháp, thành lệ của tổ tiên, đã viết một mật hàm, cất sau bộ hoành chính đại quang minh, để truyền ngôi cho hoàng thái tử ngung diễm, rũ gì môi bóng nếu như hoàng tử còn bỡ ngỡ trong việc lên ngôi hoặc có điều gì dẫn tới rắc rối phức tạp, khi ấy chấm vẫn còn đương sống cũng có thể kịp thời giáo dục hướng dẫn nên người chẳng phải âu lo nhiều. nghe xong nhũng lời phán bảo đó của càn long, hỏa thân không dám nói thêm nửa tiếng. cùng các đại thần lui ra về đến phủ, hỏa thân lập tức đi liên hệ khắp mọi, rồi cùng thạc lễ thân vương vịnh ân cùng đứng tên viết một bản tấu khẩn cầu càn long tạm thời chưa thoái vị hòa thân cũng tìm tới lưu dung lưu dung đọc xong bản tấu nói ôi cũng là một tấm lòng đau khổ nói xong ông cũng cầm bút ký tên tấu đi tấu lại vua càn long lại đem việc đã minh thệ cùng trời đất khi mới lên môi nói lại một lần đồng thời hạ lệnh cho bộ lễ lấy năm sau là năm gia khánh nguyên nhiên rồi định ra nghi lễ hòa thân nghe xong biết rằng tình thế đã thay nhưng cũng chỉ đành buồn dầu thúc thủ không còn biết xoay trở ra sao việc càn long thoái vị Nhường ngôi thế là đã quyết định xong. Bộ lễ định ra quy chế nhường ngôi, nhưng vì quy chế này vẫn còn khiếm khuyết, nên thực tế bộ lễ cũng rất khó tiến hành. Nói là khiếm khuyết, bởi trong điển lễ đời nhà Thanh chưa từng có loại đại lễ này. Bộ lễ đành chỉ tìm hiểu, tham khảo các điển lễ cổ, rồi chế biến lại cho hợp thời, và cũng biết rằng, đại lễ này cần phải hết sức long trọng đường hoàng, mới có thể làm vừa lòng vừa mắt cản long cho nên phải mất tròn một tháng mới định xong đại lễ nhường ngôi ghi chép tấu lên xin vua cản long xét phán vua cản long thấy thể chế như thế là trang nghiêm long trọng hạ chiếu cho phép cứ thế mà làm thủ tục tiến hành đại lễ nhường ngôi trước hết qua cản long sách phong cho mông diễm là hoàng thái tử đồng thời truy phong cho mẫu thân của hoàng thái tử là hiếu nghi hoàng hậu vị trí ở dưới hiếu hiền hoàng hậu và lấy ngày nguyên đán năm gia khánh nguyên niên làm ngày chính thức cử hành đại lễ. Hòa thân thấy rằng đến giờ phút ấy, đại thế của mình đã qua đi. song không thể không liều lĩnh, đến chúc mừng Hoàng Thái tử ngung diễm. Hòa thân cho khanh theo vô số lễ vật, đến nơi ở của Hoàng Thái tử. Hoàng Thái tử nghe tin Hòa thân tới chúc mừng, thấy lòng mình đã nảy sinh đầy ác cảm liền nghĩ, thân mẫu ta chết trong tay hắn, nếu như hắn không dẫn Càn Long đi xuống sông Tần Hoài, làm sao mẫu thân ta lại bị ngã bệnh nặng như thế? Sau khi mẫu thân ta qua đời, tang lễ chỉ được như một quý phi. Ý chỉ này cũng là từ tay hòa thân mà ra. Tên hòa thân ác nhiệt kia, hôm nay lại còn dám vác mặt đến đây mà chúc tụng sao? Thật là một kẻ vô sỉ, mặt dày. Ngùng diễm vừa nghĩ vừa đứng lạnh lùng trên bậc thềm, lúc đó đã thấy hỏa thân cúi đầu cục mặt đi tới. Hỏa thân bước tới trước mặt thái tử nói, kẻ nô tài này xin kính mừng điện hạ thái tử chỉ cất lên một tiếng ừ rồi không nói thêm gì nữa hỏa thân bị cụt hứng nhưng vẫn cố mặt dày mày dạn nói tiếp thái tử điện hạ thiên tư thông minh chính trực nhân từ sau này lên ngôi chắc chắn sẽ là một vị vua hiền đức một vị minh quân thật đúng là phúc khí của muôn dân phúc khí của cả kẻ nô tài này vậy nói xong bèn cười khanh khách cúi đầu sát đất nhưng lại ngước mắt lên nhìn thái tử không ngờ rằng thái tử vẫn đứng đó chằm chằm nhìn hỏa thân, không nói một câu, và mặt lạnh như một khối băng. Hỏa thân làm quan đã bao nhiêu năm, nhưng gặp phải cái thảm cảnh này thì đây là lần thứ nhất. Hỏa thân thấy lạnh toát cột sống, biết rằng đại sự thế là tiêu rồi. Nhưng con người đứng trước con người, cái miệng lại không thể không mở ra. Gã nghiến răng lại nghĩ, đã không nói thì ta nói, đã không làm thì ta làm, còn anh, mặc xác anh muốn dọc ngang thế nào cũng mặc. Nghĩ xong, liền cười nói, thưa Điện Hạ, nô tài nghe tin rằng sang năm Điện Hạ sẽ lên ngôi báu, thật là một điểm vui. Đó cũng chính là phúc khí của nô tài, cho nên nô tài đến đây chúc mừng trước. Nói xong dâng ngọc như ý, thái tử giả như không nghe thấy, không cầm ngọc như ý mà chỉ đăm đăm nhìn hòa thân, như một người xa lạ chưa từng quen biết bao giờ. Lúc đó hòa thân thấy rợn người, tâm thần rối loạn, chân tay không biết làm gì và để vào đâu. Hoàng Thái Tử nói, không cần, nói xong, đi vào trong nhà hai chữ ấy, làm cho hỏa thân không dám để lễ vật lại, nên đành phải khênh về, biết thế này, chẳng nên mang lễ đến làm gì. Nghĩ tới đó, hỏa thân buồn rũ rưởi lên kiệu quay trở lại. Những người khênh lễ vật cũng không dám đặt xuống, nhung khi thấy hỏa thân đã lên kiệu, nên cũng vội vã ra theo ngay phía sau. Thấy có sự lộn xộn, hỏa thân quát to, đồ khốn kiếp chúng mày, đi theo tao làm gì? nói xong, phạch, một tiếng, buông rèm kiệu, và chỉ loáng một cái đã về đến phủ. Chớp mắt đã tản đông, rồi qua đêm trừ tịch, đó là ngày đầu tiên của Gia Khánh Nguyên Niên. Vua Cản Long ra ngự tại Điện Thái Hòa, cử hành đại lễ nhường ngôi, đích thân trao ấn báu cho Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử cung kính quỳ nhận, rồi dẫn đầu các thân vương, đại thần cung chúc Thái Thượng Hoàng Vạn Thọ Vô Cương lễ chức xong thái thượng hoàng càn long liền lui vào cung hoàng thái tử lên ngôi xưng đế tiếp nhận sự chúc tụng của triều thần rồi theo chiếu thư truyền ngôi của thái thượng hoàng miễn thuế tiền thuế thóc cho toàn quốc đồng thời xuống chiếu đại xá ngày đó nơi kinh sư phồn hoa vô cùng náo nhiệt điều đó khỏi phải nói nhiều lễ truyền ngôi đã xong trong ngoài mở tiệc tiếng tung hô ẩm vang khắp cung đình một số ngày sau phụ mệnh của thái thượng hoàng đế gia khánh sách lập đích phi hỉ tháo lạp thị làm hoàng hậu lại qua một số ngày nữa vua gia khánh đặt tiệc thiên tẩu ở công ninh thọ mừng thái thượng hoàng trong kinh thành hân hoan nối tiếp những hân hoan tiếng hoan hô vang vọng khắp kinh thành đông qua hè tới thoáng chốc đã hai năm hôm đó xuân tàn hè tới không khí thật say đắm lòng người sau buổi chiều sáng gia khánh truyền chỉ hạ lệnh cho cửu vương vĩnh nghi Lưu Dung chờ hầu chỉ tại Đông Ngoãn Các. Hòa thân nghe được tin này, trong lòng không tránh khỏi nỗi tân toan. Ngày xưa, mỗi khi Càn Long truyền chỉ, người quỷ xuống lĩnh chỉ bao giờ cũng là hòa thân, khiến các quan đại thần ai ai cũng phải nghiêng đầu kính trọng. Vậy mà hôm nay, Lưu Dung và Cửu Vương đến Đông Ngoãn Các, thấy trong sân trong vườn, cây cối mọc xanh tươi rườm già. Dưới bóng cây có một chiếc kỳ cùng ba chiếc ghế chỉ một lát say thái giám đưa đường để vua Gia Khánh đi vào. Từ khi hoàng đế mới lên ngôi, không khí trong chiều sôi nổi, ai ai cũng có cách nhìn mới, lối nghe mới. Cửu vương và Lưu Dung vội vàng quỳ lại hoàng thượng, vua Gia Khánh thấy vậy vội bước nhanh lên một bước, nâng hai vị đại thần dậy, nói nhị vị lão ái khanh, chấm coi như cánh tay đắc lực của chấm, đứng đậy đi. Vua Gia Khánh cho hai người ngồi, rồi vung tay một cái, bảo thái giám lui ra cài cửa. Ba người ngồi trò chuyện, cửu vương hỏi, thưa đúc vạn tuế, thánh gia thái thượng hoàng có được an khang không? Vua gia khánh cười đáp vẫn khỏe, có điều là bát tuần lệ tám rồi, cửu vương và lưu dung gật đầu hiểu ý, rồi cả hai nói, chúc thái thượng hoàng vạn thọ vô cương. Vua gia khánh nói, tốt lắm, rồi từ từ nói tiếp, nhị vị là ai khanh, chấm có mấy việc muốn hỏi hai người. Ngày mồng 3 tháng 9, chấm đội ơn phụ hoàng, được sách phong là hoàng thái tử trong khi mọi việc còn chưa công bố mà hỏa thân đã đem dâng trẫm ngọc như ý trước các khanh có biết không cửu vương và lưu dung đều lắc đầu vua gia khánh lại hỏi việc trên đường tuần hạnh giang nam giữa hiếu nghi hoàng hậu với phụ hoàng rồi đột nhiên phụ hoàng cho đưa hoàng hậu về kinh trước hai khanh có biết cặn kẽ không cửu vương và lưu dung lại lặng lẽ lắc đầu vua gia khánh lại hỏi sau khi hiếu nghi hoàng hậu mất tờ thượng dụ là do tay ai viết các bức thượng dụ xưa nay bao giờ cũng là do các đại thần viết ra trước điều đó chẳng có gì phải để ý lưu dung biết là thượng dụ từ tay ai mà ra nên đáp là hòa thân đại nhân vua gia khánh chơi lạnh lùng nói hòa đại nhân hắn là hòa đại nhân của nhà nào thế nhỉ sau một lát suy nghĩ thêm gia khánh lại nói hòa thân đã nhiều năm gánh vác việc triều đình hắn lộng quyền thế nào các quan đại thần đều biết hết nhưng ai cũng chỉ biết tức mà không dám nói công ơn của phụ hoàng đối với hòa thân nặng như núi nhưng hòa thân lại chẳng biết giữ mình lấy của công co kéo thành của riêng phụ hoàng cho hắn là làm kiệm bộ hộ thế là hắn tập trung quyền bính vào một mình tay hắn mà lại hống hách cản rỡ không cho các quan trong bộ được tham gia bàn bạc một điều gì từ đó dẫn tới việc quốc khố hao hụt thâm thủng những điều chẫm nói đều là tội của hòa thân chẫm không nói sai đâu nói xong tâm trạng gia khánh trở thành rất nặng nề vĩnh nghi cũng đã định nói một cái gì đó nhưng lại thấy sức mình không đủ nên thôi không nói nữa vua gia khánh nói tiếp trẫm ra mật lệnh cho hai khanh bắt đầu từ ngày hôm nay nếu nghe thấy bất cứ tội lỗi nào của hòa thân bất kể là hư thực tất cả đều phải tấu trình những lời đơn sai trẫm sẽ không hỏi tội gác nó lại là xong thôi vĩnh nghi nghe nói thế liền nói bẩm đức vạn tuế nô tài có một việc không biết có nên nói ra đây không nói xong liền đưa mắt nhìn lưu dung lưu dung chậm rãi nói nên chứ vua gia khánh hỏi ngay đó là việc gì vĩnh nghi bèn đem việc hòa thân chiếm đoạt công nữ của nhà vua nói lại gia khánh nghe xong liền đập long án nói kỳ cương của triều đình không chỉnh đốn không xong lại nói về hòa thân kể từ khi vua gia khánh lên ngôi hòa thân vừa mừng lại vừa lo hôm đó lưu toàn sang phủ hòa thân liền nhờ hắn sắp xếp thời gian để đề vào cung bệ kiến thái thượng hoàng Lưu Toàn thu xếp rất nhanh. Hôm đó hòa thân vào điện dưỡng tâm nơi ở của Càn Long. Vừa bước vào cửa hòa thân đã thấy ngay vị thái thượng hoàng trên đầu chỉ còn lơ thơ mấy sợi tóc bạc, răng đã lung lay hết, và tay điếc mắt hoa. Trong lòng hòa thân cảm thấy thật đắng cay, bèn quỳ xuống, lê bằng đầu gối về phía trước, kêu lên một tiếng, thái thượng hoàng, vua Càn Long hình như có nghe tiếng nói, nhưng lại chẳng nghe để rõ ràng, nên hỏi, ai đó, hòa thân bò tới gần hơn, rồi cất tiếng nói to hơn, nô tài là hòa thân, bái kiến Thái thượng hoàng, đến lúc đó, vua Càn Long mới nghe rõ, nói: "Là ngươi đấy ư? Sao đã lâu chẳng thấy tới đây?" Hòa thân biết Càn Long đã lẫn, nên nói: "Nô tài vào cung không dễ." Vua Càn Long nghe rõ câu đó, nói: "Hình như người mắc quá nhiều tội lỗi thì phải." Câu nói này đã đánh trúng vào chỗ đau nhất của Hòa thân, nên lòng thấy bi thương, bật khóc, nói: "Thái thượng hoàng sẽ còn sống ngàn thu, vạn tuổi." càn long nghe xong xua xua tay nói chẳng được đâu đức khổng tử đã dậy già mà không chết thì thành giặc năm nay đã bắt tuần lẻ tám rồi còn gì nếu còn muốn sống đến thiên thu vạn đại thì rõ ràng là một trò cười nói xong càn long cười hỏi công việc vẫn thuận lợi chứ trong cung hòa thân đâu dám nói nhiều nên nói cũng được đội ơn công đức của đức vạn tuế càn long cười nói gia khánh không thích ngươi nhưng ngươi cứ yên tâm chỉ cần một câu nói của ta thì cái sinh mệnh của ngươi vẫn còn. Hỏa thân thôi khóc, và thấy cũng chẳng điều gì để nói nữa, nên lui ra. Ra khỏi cửa cung, lại gặp Lưu Dung vào chiều. Hỏa thân biết Lưu Dung vào chiều là chỉ có mỗi một việc gặp đức vua, nên tỏ vẻ châm biếm. Lưu Dung cũng biết rằng, hỏa thân vào cung chỉ là để gặp Càn Long, nên hỏi thánh giá của Thái Thượng Hoàng ra sao. Hỏa thân đáp khỏe lắm, nói xong cười khanh khách, bỏ đi cùng với trận cười đó được kéo dài ra tháng riêng năm thứ tư niên hiệu hàm phong vua càn long ngã bệnh vua gia khánh trầu trục ở điện dưỡng tâm vì vua càn long đã hôn mê suốt cả ngày hôm đó vua gia khánh hầu hạ cả ngày bên cạnh càn long còn các viên thái y trong cung tấp nập ra ra vào vào vua gia khánh cũng biết rằng vua càn long đã vào tuổi bát tuần lẻ chín rồi ắt sẽ có một ngày sẽ về chầu trời cho nên gia khánh lại càng chu đáo chăm nom càn long hơn thái độ vô cùng hiếu lễ Chẳng may, tuổi thọ của vua Càn Long đã tận, bệnh tình kéo dài tới ngày thứ tư thì đột ngột trở thành trầm trọng hơn. Các ngự y cũng dành phải bó tay, và thế là Càn Long vĩnh viễn ra đi. Vua Gia Khánh gào khóc đến vỡ trời nứt đất, buổi chiều vua Gia Khánh mặc áo tang lên chiều, nói một cách nghiêm trang, hôm nay ai là người lãnh ban quân cơ đại thần, hòa thân đáp là nô tài, vua Gia Khánh nói, viết chỉ đi lệnh cho các đại thần lạt ma cùng các công chúa ở mông ở tảng, đã từng lên đậu thì về kinh triệu tang những người chưa bị bệnh đậu mùa tất cả đều không cần về viết xong phát đi đi ngay đi hòa thân liền đi đến phòng quân cơ lòng giả hoang mang nghĩ đã biết mình là lãnh ban đại thần vậy mà toàn sai mình đi làm cái việc vặt này và tách hẳn mình ra lại nghĩ mình sẽ chẳng về mà cứ ở lại đây nghĩ xong liền gọi trương kinh tới Trương Kinh hỏi, có việc gì ạ? À? Thưa đại nhân, viết chỉ, vua Cản Long băng hà lệnh cho các công chúa các đại thần lạt ma ở mông ở tảng. Những người đã lên đậu, và cả những người chưa lên đậu đều không phải về kinh chịu tang. Đi thôi, hòa thân lầu bầu, đã lên đậu với chưa lên đậu thì có gì khác nhau cơ chứ? Anh chàng Trương Kinh cũng lấy làm lạ, nghĩ, đã không gọi về kinh tất cả thì còn phân biệt đã lên đậu với chưa lên đậu làm gì nhỉ? Nên hỏi lại hòa thân một câu nhung hòa thân không đáp mà còn quát lên viết chỉ viết xong gửi ngay đi nói xong ngồi lì trong phòng tức giận một mình trương kinh đem tờ thượng dụ những người đã lên đậu hoặc chưa lên đậu đều không phải về kinh đem đến trình cho hòa thân hòa thân dùng cái tẩu thuốc gõ gõ chỗ đóng dấu trương kinh đóng dấu xong rồi đi nói chung trong nội đình đã thấy dấu của ban quân cơ thì đóng dấu tiếp ngay nếu không dấu của thái giám sẽ trở thành sự kiểm tra dấu ấn của nhà vua Trương Kinh đi rồi, hỏa thân vẫn ngồi lì ở đó, vừa tức vừa buồn. Không ngờ ở trong chiều, vô gia khánh nhìn ngược ngó xuôi vẫn chẳng thấy hỏa thân đâu. Bèn bảo thái giám đi xem xem, hỏa thân đã viết chỉ xong chưa? Ý của gia khánh bảo thái giám đi xem hỏa thân viết xong chỉ chưa? Nếu viết xong rồi, thì gọi hỏa thân trở lại đây. Nhưng thái giám lại hiểu khác, cho rằng, đi xem xem, nếu chỉ viết xong rồi thì đem về cho ta xem hoàng thượng xem chỉ đó là lẽ tất nhiên thái giám đi ra khỏi chiều đường đã nhìn ngay thấy trương kinh đang cầm bức thánh chỉ đó liền gọi lại nói đưa đây cho tôi hoàng thượng đang cần đọc đấy trương kinh ở ban quân cơ liền đưa ngay cho thái giám dặn thánh thượng xem xong đem trả lại cho tôi thái giám chỉnh bức thánh chỉ đó lên hoàng thượng vô gia khánh thực tình cũng chẳng biết đó là chuyện gì nên tiện tay mở ra đọc gia khánh nhìn thấy rõ ràng trên thánh chỉ viết đã và chưa bị bệnh động mùa đều không cần về kinh ngay lập tức vua gia khánh vô cùng giận dữ nhưng lại không để lộ ra bên ngoài một tí nào nói với thái giám gọi hòa thân tới đây hòa thân vén rèm bước vào quỳ xuống vua gia khánh nói bằng giọng nghiêm khắc hòa thân ngươi đã biết tội của ngươi chưa hòa thân đâu có biết rằng bức thánh chỉ đã trở về nằm trên lòng án của gia khánh bèn thấp giọng nói quả thực là thần không biết gia khánh bèn cầm tờ thánh chỉ trên lòng án lên hỏi hỏa thân cái này có phải người khởi thảo không hỏa thân nhìn lên biết là lôi thôi to rồi mồ hôi ào một cái toát ra đầu cúi xuống gia khánh lại hỏi thác mệnh viết chiếu thì mắc tội gì hỏa thân không dám ho he một câu nào nữa vua gia khánh bỏ mặc hỏa thân tại đó quay ra nói với các đại thần vừa rồi nói tới giặc giã ở các lỗ đâu chỉ có một mình vĩnh bảo tô son chát phấn biến bại thành thắng để chỉnh về mà ngay ở kinh cũng có nhiều thị vệ muốn xuất kinh để vào tiến quân hiệu lực, nhưng khi đã vào tiến quân hiệu lực rồi lại không chịu khai khẩn điền địa, làm giàu nhanh chóng. Cho nên, các cấp quan lại sớm đã hình thành sự tự thị, làm hao tổn quân phí. Đó là bông bít dối vua, hỏa thân ngay lập tức nhận ngay thấy cái chết đã đến với mình, qua những lời nói đó của vua Gia Khánh nên không lạnh mà cũng run. Vua Gia Khánh nói tiếp Lưu Dung, Vĩnh Nghi, sau buổi chiều. Về chờ chỉ ở đông ngoãn các. Hai người có thể về ngay bây giờ để viết chỉ. Các quan đại thần không ai dám nói một câu, mà lần lượt đi hàng một ra ngoài. Vua Gia Khánh đi một chiếc kiệu mềm tới đông ngoãn các. Yên vị xong, Vĩnh Nghi và Lưu Dung vào lại. Gia Khánh nói ngay. Đứng dậy mà nói, hai vị đứng ở hai bên vua. Gia Khánh nói, trong triều đình, hòa thân thác mệnh viết chiếu, đáng ghép vào tội gì. Cửu Vương Vĩnh Nghi nói: "Tội chết." Gia Khánh lại hỏi: "Hoàng khảo vừa mất, trên mình chẫm đang mang đại tang, liệu có thích hợp với một tội chết như vậy không?" Cửu Vương không dám nói gì nữa. Lưu Dung Thư thả nói: "Dung dưỡng tội lỗi một ngày, di hại cả đời. Cho nên làm ngay vẫn hơn." Ngay lập tức vua Gia Khánh nói: "Lưu Ái Khanh nói đúng, rồi truyền ngay cho Tả Hữu, sai bộ quân thống lãnh cùng với bộ hình đi bắt Hòa Thân." Hòa Thân tan trầu về nhà lòng dối như tơ vò về phủ vừa ngồi yên chỗ các bà thê các nàng thiếp liền vây quanh lấy hỏi han về việc phát tang thái thượng hoàng như thế nào đột nhiên mười mấy người gồm thị vệ quân bộ xông vào hòa phủ lúc đó trương thiên hoành đang ở ngoài sân nên quát to bọn này to gan dám xông vào tướng phủ vị thống lãnh kia đâu có thèm để ý tới trương thiên hoành mà lại nói to hơn có thánh chỉ tới hãy đi tìm chủ ngươi đến nghe đọc trương thiên hoành nghe xong cứ ớ cả người vội vã vào thông báo hòa thân vừa thay xong áo lại nghe có thánh chỉ tới lại bảo thê thiếp giúp mình mặc chiều phục vào rồi thê thiếp lánh mặt hết đi quan tuyên chiếu đứng lên đầu hàng hòa thân quỳ bên dưới và nghe quan tuyên chiếu đọc hòa thân dối vua tự tung tự tác tội trạng nặng nề nay cách chức bắt giao cho bộ hình xét xử nghiêm minh khâm thử Hỏa thân nghe xong mấy lời thượng dụ đó, quả là hồn bay phách lạc lên trời. Trong khi còn đang tìm cách trì hoãn, cả đám thị vệ đã xông vào, mặt lạnh như tiền, kéo nghiến đi. Ra đến ngoài cổng, ấn vào trong một chiếc kiệu, rồi lấy chiếc xích sắt vắt qua đỉnh kiệu một vòng, coi như tội phạm đã bị khóa. Phần đội quân bộ chia nhau canh gác khắp các nơi trong nhà như cửa trước, cửa sau, cửa ngách, cửa bên. Rồi lại điều động tuần tiêu, chuẩn bị khám nhà, tịch thu gia sản. Hòa thân vừa bị lôi đi, thì trong gia đình nhà họ Hòa, từ bà vợ già đến các bà thê, thiếp, rồi các ông phỏ mã đến các cậu ấm cô chiêu, bắt đầu nháo nhào, nhốn nháo, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Họ chỉ còn biết đi nhờ công chúa thứ 10, đứng ra cứu giúp. Tất cả người nhà họ Hòa, từ già đến trẻ, nhất tề quỳ xuống, xin công chúa ra ơn. Con trai Hòa thân, phỏ mã phong thân cũng quỳ gối ở đó để xin công chúa ban ân đức và cũng không còn tính đến danh nghĩa vợ chồng mà chỉ biết dập dầu như giã tỏi trên mũi đôi hài thêu của công chúa tính mệnh của cha tôi là nằm trong tay của công chúa cả nhà khóc lóc như một tổ ong bị vờ công chúa thứ mười nâng mọi người dậy nhưng chẳng có ai chịu đứng dậy cả nên công chúa thứ mười đành phải đi nâng mẹ chồng trước bà vợ hòa thân ôm lấy đuổi công chúa và khóc lóc càng thảm thiết hơn công chúa thứ mười chẳng có biện pháp nào khác cuối cùng chỉ cùng với một số người vào cung van xin thượng hoàng hãy tạm thời thả cho hòa thân trở về rồi từ đó mới nghĩ ra được cái kế lâu dài gì đấy đến lúc ấy mọi người mới từ từ đúng dậy lan bộ mặt thê thảm đầy nước mắt công chúa thứ mười cũng nghĩ tới chỗ ngày thường ông bố chồng hòa thân đối đãi tử tế với mình nên cũng không khỏi rơi nước mắt nên ngay lập tức đem theo bốn cô thị nữ đi kiệu vào cung các thị vệ nhìn thấy chỉ có công chúa, cũng không tiện ngăn cản, nên cứ để công chúa đi thẳng. Vua Gia Khánh nghe tin đã bắt giam hòa thân, cũng thấy yên tâm. Nhung chỉ để một chốc, lại thấy chị ruột mình là công chúa thứ 10 vào kiến giá, nên cũng biết ngay rằng đây chỉ là việc xin sỏ cho hòa thân, nên đâm ra ảo não hơn. Nhưng bà chị ruột mình, không thể không gặp. Công chúa thứ mười vừa thấy Gia Khánh, liền quỳ hai gối xuống khẩn cầu, xin Đức Vạn Tuế hãy nghĩ tới cái tình xưa khi Hoàng Khảo còn sống, đã đối xử với hỏa thân như thượng khách. Thứ hai nữa là để cho gia đình nhà chị của em được đoàn viên. Ba nữa, chồng chị, em cũng còn phải gọi bằng anh dễ. Bốn nữa hỏa thân cũng còn có công với Giang Sơn xã tắc này, cho nên dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể xử chém hỏa thân được. Gia Khánh nói gia đình nhà hỏa thân không bị truy cứu, còn hỏa thân thì không thể miễn xá được. Nói xong, Gia Khánh đi ra khỏi điện công chúa chẳng còn cách nào khác nên đành về phủ để bàn bạc thêm ngay hôm sau bách quan tập hợp vô gia khánh thiết triều quan tuyên chiếu đọc rõ ràng minh bạch hòa thân được hưởng đại đặc ân của thái thượng hoàng đã đề bạt từ một thị vệ lên tới đại học sĩ làm việc ở ban quân cơ đã nhiều năm được tắm gội ơn mua móc đã nhiều không lấy gì mà so sánh được trẫm đã đích thân sai làm việc quan trọng vậy mà để xảy ra sự sai sót quá nghiêm trọng do đơn giản sử dụng trọng thần có việc con con dao đến ba năm vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì điều đó không thể không sinh ra tai biến nay hòa thân tội trạng nặng nề đồng thời qua việc thống kê của chư vị đại thần thực tế là ghi chép không sao cho hết được đúng vào ngày tục hiện di chiếu đồng thời cũng là ngày cách chức hòa thân bao nhiêu tội trạng người người đều biết trừ việc giao cho vương công đại thần thẩm định tại kinh còn cần thông dụ cho các đốc phù cần thống kê ra các khoản mà hỏa thân tham ô ăn của đốt tội trạng này sẽ tính ra sao còn tùy vào từng khoản là bao nhiêu các nơi thực hiện tấu này thánh chỉ vừa truyền các quan đại thần đều vỗ tay sung sướng không ai là không tán thưởng những bản tấu tới tấp bay về coi như một vùng tuyết trắng tinh từ xa bay tới có tấu tố cáo hỏa thân đã dám tự sửa chữa son phê có tấu tố cáo hỏa thân chiếm dụng cung nữ của vua có tấu lại tố cáo trong nhà hòa thân có cất giấu những cấm vật không được phép tàng trữ trong nhà. Có tấu tố cáo hòa thân tiết lộ những điều cơ mật. Ngoài ra còn nhiều việc khác như can thiệp vào những việc không phải của mình, tham lam, coi thường kỳ cương phép nước, cấu kết thành bè đảng, làm hại, chiếm tiền bạc của những người dân lương thiện không biết bao nhiêu mà kể, tổng cộng các tội trạng lại, có tất cả 20 đại tội. Vua gia khánh căn cứ vào nhũng bản tấu đó giao cho bộ hình xét hỏi về 20 tội đó. Nhưng hỏa thân rất ngoan cố rào quyệt, có chết cũng không chịu nhận tội nào. Cuối cùng không còn cách nào khác, nên đành phải mang chứng cứ của từng sự việc ra, và với những chứng cứ không thể chối cãi đã đó, hỏa thân mới bắt đầu chịu cúi đầu nhận tội. Hội thẩm của bộ hình là cửu vương Vĩnh Nghi, đã đem mọi việc đầu đuôi trình lại với Gia Khánh. Gia Khánh bèn hạ chiếu tiếp tục cử cửu vương Vĩnh Nghi làm khâm sai, kiểm tra và tịch thu tài sản của hòa phủ. Cửu vương tới hòa phủ, liền lấy cái phòng sau của tiền đường, làm phòng ngủ để tiến hành tra xét. Nhưng khi nhìn thấy phòng ốc của hòa thân, tất cả đều làm bằng gỗ nam, kiểu cách lại giống với cung ninh thọ, còn sự hoa lệ lại chẳng kém gì vườn viên minh, trang trí toàn đều là loại đồ cổ rất quý hiếm, về số lượng còn nhiều hơn trong đại nội đến một, hai lần. Tiếp đó là thị vệ đưa những nhà giám định cổ vật tới, ghi chép từng món một. Bao gồm những đồ trang sức trên đầu đều bằng vàng dòng có 3.657 món. Đông châu có 894 hạt, chân châu chín chuỗi, hạt rời 5 hộp. Không bảo thạch đính trên chóp mũ, 73 viên. Lông chim màu xanh gài mũ các bà, 11 ống, lông chim màu phi thúy 835 ống hạt kỳ nam hương 698 chuỗi, bát lớn bằng vàng rồng 50 đôi, bát ngọc 10 đôi, ấm vàng 4 đôi, bình vàng 2 đôi, chìa khóa vàng 480 chiếc, chậu vàng 1 đôi, ống nhổ vàng 1 đôi, cường thủy tinh 5 đôi, sàn hồ 24 cây, ngọc mã 1 chiếc, cốc bạc 4.800 chiếc, đũa sàn hồ 4.800 bộ, ngà vọt khảm vàng 4.800 bộ, ấm bạc 800 chiếc ấm giỏ phỉ thúy hình trái dưa một chiếc, da báo sa ly 80 tấm, da trồn 260 tấm, da cáo xanh 38 tấm, da cáo đen 120 tấm, da cáo huyền 10 tấm, da cáo trắng 10 tấm, da cáo xám 300 tấm, da sư tử biển 30 tấm, da báo biển 60 tấm, da dài cá Tây Tạng 50 tấm, gấm vóc 4730 cuộn, lụa lĩnh 5100 cuộn, lụa thêu 83 cuộn dạ thể tinh hồng 43 tấm, vải sang phương Tây 30 tấm, các loại vải khác 49 bó, vải cát bá 30 bó. Các loại áo da 1.200 chiếc, mũ ngự dùng sợi ngang 2 chiếc, áo dệt rồng vàng 2 chiếc, áo làm lễ hy yên màu tương 2 chiếc, đồ chơi bằng ngọc trắng 64 chiếc, đồng hồ Tây các loại 78 chiếc. Tủ gương pha lê thay quần áo 10 chiếc, tủ gương loại nhỏ 38 chiếc, các vật bằng đồng bằng thiếc vân vân có hơn 7.300 thứ. Bạc hoa văn có 1 triệu 075 000 lạng. Vàng dòng có 8 vạn 3.700 lạng, tiền sâu nghìn chuỗi. Phòng ốc có 1.530 gian, một vườn hoa, văn tự nhà đất 5 hòm, giấy vay nợ 2 hòm. Nhiều vật linh tinh khác chưa tính, tổng cộng bao gồm 109 hạng mục, ngoài mục thứ 26, vàng bạc và tiền ra, thì ngay lúc ấy khi đánh giá tính ra bạc, đã lên tới hơn 223 triệu 890 ngàn lạng bạc. Ngoài ra hạng mục thứ 83, vẫn còn chưa kịp đánh giá. Nhưng cứ theo cách tính toán như trên thì cũng vào khoảng 8-900 triệu lạng. Tự cổ tới giờ, bất kể là vương khai hay thạch sùng nào cũng không bằng được một phần người gia sản của hòa thân. Nói ngay đến các vị vua trong ngoài nước cũng không có được một gia tài to như thế. Vua gia khánh xem qua biết được gia sản của hòa thân là như thế, bất chợt thấy giật mình, ngồi rũ trong thư phòng. Kể ngay trong đại nội cũng không thể giàu có đến như thế. Lập tức ban chiếu tuyên bố 20 đại tội của hòa thân. Chiếu viết ngày mùng 3 tháng 9 niên hiệu Càn Long thứ 60, trẫm đội ơn Hoàng Khảo Phong cho làm Hoàng Thái Tử, trong khi việc này còn chưa công bố, mà sáng ngày mùng 2 hòa thân đã tìm chấm dâng ngọc như ý trước để dựa dẫm sau này. Đó là đại tội thứ nhất cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa tả đơn viên minh rồi đi qua điện chính đại quang minh tới sơn khẩu thọ sơn đó là đại tội thứ hai đi kiệu vào thẳng đại nổi rồi cho kiệu đi thẳng vào cửa thần vũ đó là đại tội thứ ba lấy cung nữ xuất cung làm thiếp đó là đại tội thứ tư tùy ý áp đặt mọi việc với các lộ quân mang đầy tính lừa dối đó là đại tội thứ năm thánh thể của hoàng khảo không được khỏe hỏa thân không có một chút lo lắng nào mà còn cười nói như không đó là đại tội thứ sáu hoàng khảo vì bệnh tật nên khi phê trương tấu có những nét chữ không ngay ngắn hỏa thân tự quyết định là xé đi chép lại đó là đại tội thứ bảy được kia một phần công việc của bộ hộ nhưng đã đem tập trung mọi quyền lực ở bộ này về tay mình để công việc xảy ra sai sót hàng loạt cấm không cho các vị quan khác bàn bạc đó là đại tội thứ tám năm kia khuê thư tấu về rằng hai nơi tuần hóa và quý đức định nổi lên khống chế thanh hải, hỏa thân bóc bỏ, trả về, rồi giấu giếm đi. Đó là đại tội thứ 9, Đức Hoàng Khảo Băng Hà chấm ra dụ các công chúa ở Mông Cổ chưa từng bị lên đậu thì không phải về kinh, vậy mà hỏa thân viết dụ, những người đã lên đậu cũng không phải về. Đó là đại tội thứ 10, đại học sĩ Tô Lăng vì thính lực đã hỏng, nhưng là chỗ thân tình với em trai hắn là Hòa Lâm, nên giấu đi không tấu. Đãi Lăng Ngô, Tỉnh Lan, Lý Hoàng và Thái Bộc Tư Khanh vẫn dạy học tại nhà, giữ nguyên phẩm cấp bổng lục, điều khiển nền học chính. Đó là đại tội thứ 11, danh sách ban quân cơ, tùy tiện xé bỏ, đó là đại tội thứ 12, theo như ghi trong gia sản, đều là lấy trộm gỗ nam mộc, cách thúc xây dựng lại làm theo mẫu cung Ninh Thỏ, vườn hoa cây cảnh lại giống như vườn hoa bồng lai viên minh, nói chung là không có gì khác nhà vua. Đó là đại tội thứ 13 làm phần mộ ở Tô Châu chưa được phép mà đã đào móng, xây hầm, dân chúng gọi là hỏa lăng. Đó là đại tội thứ 14, những vòng hạt chân châu cất giấu trong nhà, có tới mấy trăm chuỗi, số lượng ấy lớn gấp nhiều lần trong đại nội, nhũng hạt châu đính trên mũ lớn hơn nhiều lần hạt châu trên mũ nhà vua. Đó là đại tội thứ 15, những viên bảo thạch đính trên mũ, nhưng không dùng tới, vẫn có hàng nhiều chục viên, những khối đá bảo thạch thật lớn, đếm không xuể hơn hẳn nhà vua. Đó là đại tội thứ 16, vàng bạc quần áo tàng trữ tới hàng ngàn hàng vạn. Đó là đại tội thứ 17, số vàng nhét dấu trong khe tường lên tới hơn 2 vạn 6 nghìn lạng, rồi trong kho riêng cũng cất hơn 6 nghìn lạng vàng nữa, bạc chôn trong hầm dưới đất cũng lên tới hơn 3 triệu lạng. Đó là đại tội thứ 18, mở tiệm cầm đồ ở Thông Châu, Kê Châu, lời lãi lên tới hàng chục vạn lạng, tranh chấp với dân đó là đại tội thứ 19, đút lót cho lưu toàn số bạc lên tới trên 10 vạn lạng. Đồng thời trong đó còn có cả những chuỗi hạt chân châu đeo tay, đeo cổ rất lớn. Đó là đại tội thứ 20, những đại tội của hòa thân được đem ra công bố. Các đại thần trong ngoài kinh đều kinh ngạc tới mức há miệng trợn mắt, rồi tới tấp yêu cầu ghép hòa thân vào tội phản nghịch. Nhưng vua Gia Khánh cũng còn muốn giữ thể diện cho cha mình là vua Càn Long và cũng thương hòa thân được tính vào hàng hoàng thân, không nhẫn tâm ghép tội chém đầu, mà ban ân cho được tự tử. Sau khi hòa thân thi hành án, vua Gia Khánh thấy tinh thần phấn chấn, cần phải làm một công việc mới nào đó. Thật đúng là, tham ô, không hách xưa chưa thấy, một chết phải dâu sạch nợ đời, may mà dính tí, hoàng thân, đấy, nếu không, gàn nát với xương phơi, hồi kết, trên con đường cũ đất sơn đông, bóng chiều đã ngả chỉ thấy một chiếc xe đi sau kéo sau một con lừa lúc la lúc lắc trên đường người cưỡi lừa và người trên xe cười cười nói nói ai đó vậy người cưỡi lừa là đương triều tể tướng Lưu Dung xe sau ngồi trên là vợ ông Lâm Đại Hà và cặp vợ chồng Văn Thừa Kỳ Hà Lưu Dung hỏi Văn Thừa này phòng của ta người đã đi xem chưa Văn Thừa nói chưa ạ à, dân chúng coi dùng cho rồi ạ à? Lưu Dung cười bảo trước hãy nói tình người sao hãy trách cứ, Lâm Đại Gia nói, dân chúng mến quan vì tấm lòng yêu dân, thì đâu dám trách gì. Lưu Dung nói, hai chữ, yêu dân, ấy làm sao ta đảm đương nổi. Ta chỉ là một lão nhà quê thôi, số là sau khi trị tội hòa thân, Hoàng đế Gia Khánh biết tấm lòng yêu nước của Lưu Dung, phong cho làm thể nhân các đại học sĩ, thái tử thái bảo. Nhưng Lưu Dung từ chối xin được về nghỉ ở Chư Thành Sơn Đông. Cửu vương gia nghe thấy, vội chạy đến dinh của Lưu Dung mắng rằng, trà trà Lưu Gù ơi Lưu Gù, đấu đá xong hòa thân lui về nhà hưởng phúc lành đấy hả? Lưu Dung nói, xin vương gia đến chơi chưa thành một chuyến xem tôi đón tiếp ngài như thế nào? Cửu vương gia vội nói, thôi lý lẽ làm gì? Triều đình đang cần người, vua gia khánh mới sửa sang triều chính, việc lớn nhỏ đang chờ có người lo cho đây. Lưu Dung nói, Giang Sơn rồi sẽ có nhân tài xuất hiện, vẻ đẹp trăm năm lo gì chẳng có người chăm tôi đã đến lúc phải nghỉ rồi cửu vương gia hạ giọng bảo người đi về có cần tiền cứ đến ta lưu dung cười bảo lưu tôi vốn ngày rát xua cứ nghe đến hai chữ tiền tài đã sợ người khác lại cho là thế nọ thế kia rồi cửu vương gia bảo ta không nói chơi đâu cần thì cứ lấy ta cũng là thành tâm thôi bây giờ già rồi nhiệt tình cũng chẳng còn bao nhiêu nữa lưu dung nói ở chiều dễ khiến người già sớm hai người bàn bạc một hồi rồi nói chuyện phiếm cửu vương gia đem sự thể nói với vua gia khánh vua gia khánh cảm động bảo về thì về thôi ta đã cố giữ mà không nổi chỉ bảo lưu dung trước khi đi đến ta tiễn một chén rượu ngày lên đường đã tới lưu dung dẫn vợ là lâm đại hà cùng văn thừa kỳ hà đến từ cấm thành vua gia khánh cho bày tiệc ở vườn ngự để sẵn bút mực thấy lưu dung đến liền ra đón lưu gù giới thiệu vợ mình với vua gia khánh lâm đại gia vội đến bái lạy Vua Gia Khánh nói, Lưu Ái Khanh, một nhà của ngươi thế là được sum họp, chỉ có ta mỗi ngày trước việc triều đình thêm lo lắng, bận tâm thôi. Lưu Dung vội nói, chín vạn dặm đất nước ta, đâu chẳng là giang sơn của đức vua. Gia Khánh nói, Khanh đi rồi, núi cao, sông rộng, biết ngày nào trở lại. Ta có hai việc nói với Khanh, Lưu Dung vội nói, thần đâu dám, vua Gia Khánh nói, thứ nhất, dù Khanh đến đâu, cũng hãy nhớ đó là giang sơn nhà đại thanh thứ hai trẫm biết ngươi làm thơ viết chữ đều giỏi trẫm xin ngươi mấy chữ lưu dung nói muôn tâu thần thật đáng tội chết vua gia khánh nói lưu ái khanh không phải người thường đừng ngại lưu dung biết vua mến tài mình liền nghĩ một bài thơ rồi hạ bút viết vua gia khánh ngâm xong chỉ còn biết gật đầu ưng ý liền cầm lấy chén rượu nói lưu ái khanh lên đường bình an lưu dung và lâm đại gia đều chúc vua muôn tuổi muôn tuổi rồi ra khỏi đại nội, cùng văn thừa, kỳ hà đi ra ngoài thành. Bài thơ Lưu Dung viết tặng vua Gia Khánh thế nào? Nguyên văn như sau, mưa nguồn cây cỏ mấy trăm năm, giờ giữa chim hoa, giấc ngủ lành, thiên hạ thái bình, ngày tháng rảnh, xa, thư, một, muôn dặm thầy giang san.